Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện Góc Nhỏ Radio trên kênh YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 102 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư, được dịch và phát duy nhất trên kênh Góc Nhỏ Radio. Các bạn nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ góc nhỏ nha. Đừng quên nhấn cái chuông cập nhật những tập mới nhất nha. Rồi, chúng ta bắt đầu nội dung của tập 102, cái bộ chuyện Trạch Nhật Phi Thân của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Vô Vọng Sơn. Chủ nhân nơi hoàng cung ngồi ở đoạn sơn trên người xiềng xích kéo đất trong tay của hắn có một viên ngọc giản giờ phút này ngọc giản có quang mang bắn ra bốn phía công pháp ghi lại trong đó hình chiếu hiện lên không chung so với thân thể của hắn thì những hình chiếu này cực kỳ nhỏ bé hứa ứng tản phát ngọc giản ra bên ngoài quá là nhiều cướp được một cái ngọc giản đối với sự tồn tại của chủ nhân nơi hoàng cung mà nói thì thập phần dễ dàng chủ nhân nơi hoàng cung nhìn không chớp mắt Nhìn chăm chăm tổ pháp, đại não vận chuyển với tốc độ cao, một lần sẽ lên một lần tính toán, tìm kiếm cạm bẫy ẩn dấu trong tổ pháp. Nhất định là có cạm bẫy, trong này nhất định là có cạm bẫy. Hắn thấp giọng nói, bất lẫu thần tiên giá tâm bừng bừng, muốn thu hoạch người trong thiên hạ. Chờ đợi một ngày nào đó, người ở trong thiên hạ thành thục rồi, hắn liền giống như là khắc khư đem tất cả luyện khí sĩ tu luyện tổ pháp đi thu hoạch. <laughs> Ngài đối nhất định sẽ cực kỳ hoành tráng ha, khắp nơi đều là túi giả phiêu đảng. Nhưng mà, nếu không phải là cái cạm bẫy thì sao chứ? Hắn Diện làm một chút, lộ vẽ sợ hãi, nói. Không phải cạm bẫy, ta liền cần phải tự chảm tu vi, kém đến đề nghị khấu quan kỳ. Mới có thể tu luyện cái gọi là tổ pháp này Khi đó Hứa ứng sẽ tới giết ta Tại thần đô Một chiếc xe móc thu phân người Dừng ở phố sát sầm út Khiến cho dân chúng nhau nhau che mũi chạy tươi tán Công phân chính là một lão giả Tướng mạo xấu xí Giờ phút này đang cầm một quả ngọc giản Đánh giá tới lui Tinh diệu Quá thật là tinh diệu Ờ à, không đúng Khẳng định là không đúng Lão hán kia lẩm bẩm nói trong này khẳng định là cất dấu cạm bẫy Bất lão thần tiên quả quyết sẽ không hảo tâm như vậy đâu Đem tổ pháp thật sự mà chuyện ra Hắn khẳng định là cho chúng ta thu hoạch ừm, Bởi vậy đối lại là ta thì Cái khuôn mặt kỳ quặc của hắn lấp lánh với ánh sáng phấn khích ừ. Ta cũng làm điều đó đấy Nhưng nếu ta không tu luyện đã cho đến khi cả thế giới Người tu thành tổ pháp này rồi Tùy tiện một người thôi Đều có thể dễ dàng chém xuống Động thiên nơi hoàng cung của ta Sắc mặt của hắn Lại tràn đầy sợ hãi Đối với hứa ứng thật sâu là sợ hãi Hắn đang bức ép chúng ta Không thể không tu luyện Tổ pháp có cạm bẫy của hắn được Hắn muốn dùng cái loại dương mưu này Để đến thu hoạch ta Đem ta biến thành cái túi da người mà Tại Từ Châu Một góc đường Có một nông dân trồng rau ngồi ở một góc đường Nửa người vừa vào vách tường Nhìn chăm chăm ngọc giản trong tay Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi Cùng với không cam lòng Nếu mà ta tu luyện Một thân tu vi cùng với tiền dược Tất cả đều làm áo cưới cho hắn Nhưng mà nếu ta không tu luyện Thì bất luận một kẻ nào Cũng có thể chém xuống động thiên nơi hoàng cung của ta Kỳ đó ta chính là kẻ yếu Sẽ bị người ta thu quạch Bất ta Thật là người bất ta mà Hắn chậm rãi đứng dậy Rút ra cái đoạn gánh vàng Đặt dưới cái râu dưa Kinh Châu Thành Tiều phu gánh củi dừng bước Sắc mặt âm định bất định Rút rìu từ trong củi ra Thấp giọng nói là ngươi đang ép ta không thể không đi tìm ngươi không thể không giết ngươi đúng không bất lão thần tiên di kính cổ thành của triều ca bốn vị luyện khí sĩ đại thương đồng loạt đứng dậy đè nón lá của mình đồng loạt đi ra bên ngoài nếu mà bất lão thần tiên ép chúng ta động thủ với hắn như vậy liền thành toàn cho hắn đi di chỉ hậu kinh luyện khí sĩ đại chu còn đang tìm kiếm đồ vật có thể dùng trong phế tích. Thái sư Khương Tề mang theo một quả ngọc giản đi tới, nói Vậy hả? Hứa đầu hữu đã mang theo đại sản ngoan thức, đi đến các nơi kiều chiến danh mùng đại phái, sẽ sáng cái loại ngọc giản về lại na pháp tổ pháp này. Mà nay thế giới nguyên thú, vật này không có một ngàn thì cũng có tám Hơn nữa, theo ta nghe nói, bọn họ còn đang kiều chiến càng nhiều tông môn nữa đấy. Thái năm năm kẻo kẹt kẻo kẹt chuyện đến Chu Thiên Tử đang ngồi trên một chiếc xe gỗ Bị người ta đẩy tới Sắc mặt của hắn tái nhật Chán bên phải Nửa cái sọ đầu bị bốc lên Bên trong còn sèo sèo bốc lên điện qua Đó là một kích cuối cùng của chút thiền thiền gây lên Lúc ấy Chút thiền thiền thấy lên chu lớn Chu lớn xuyên qua phong tỏa của Tiên vương ngũ sắc kỳ Đúng vào sọ đầu của hắn Đập nát đầu của hắn một kích này đối với chu thiên tử tạo thành tổn thương cực là lớn Xích một chút nữa đã làm cho hắn mắc mạng ở trong thiên kiếp Cũng may chu thiên tử lúc trước dùng cổ pháp hấp thu thiên kiếp uy lực cải tạo được thân thể nguyên thần Để cho thân thể phạm nhân tiến hóa về phía tiên nhân Cuối cùng cũng đã báo trù được tính mạng Nhưng hắn lại rơi vào trong khuyết tật Thiên kiếp hậu kỳ Hắn vô lực đối kháng Chỉ có thể dùng ngũ sắc tiên vương kỳ bao lấy cái đầu bảo trụ thanh mạng thế cho nên thân thể dưới cổ không có chi giác hắn cố nhiên vượt qua thiên kiếp lại trở thành tiên nhân nhân gian tàn tật không thể không nói là chăm chọc hứa ừ, ứng ừ, đạo hữu hắn không xứng đáng chú thiên tử lạnh lùng nói hắn chỉ là lợi dụng ta tìm được thiên thần đạt được thiên đạo phụ dân mà thôi Quả nhân lợi dụng lẫn nhau với hắn mà thôi Đào hủ làm cái chó gì chứ Thái sư Khương Tệ biết hắn còn đang tức giận Vì thế đã đem phương pháp Na tổ tế lên Nói Bệ hạ mời xem Ánh mắt chua thiên tử rơi vào trong tổ pháp Ở trong ngọc giản phóng ra Ổn định lại tâm tình tinh tế độc Qua một lát nói Thái sư Người thấy thế nào hả Khương Thái sư nói thần ở bên ngoài du lịch nghe được đủ lợi tin đồn nhưng mà đơn giản đều là đang nói bất lão thần tiên hư ứng đã nhập ma rồi vì vậy đã chuyển ra tổ pháp giả dự định là thu hoạch toàn thế nhân bất luận kẻ nào phạm là tu luyện đều sẽ bị hắn thu hoạch chú thiên tử hết lần này đến lần khác đọc tổ pháp trở lại nói còn cái gì nữa không khương tề nói Thần cho rằng hành động này có hai chỗ tốt Thứ nhất Tổ pháp được truyền khắp thiên hạ Nếu mà có cạm bẫy Thì liền có thể thực hoạch được người trong thiên hạ Lớn mạnh thực lực của mình Mà nếu không có cạm bẫy Thì người trong thiên hạ lại cường đại Đối kháng với tiền cấp Cũng có lẽ là có trợ thủ rất lớn Thứ hai là dẫn ra khách cầu cá tội tây Thậm chí là dẫn ra na tổ đất. Chứ thiên tử giờ hỏi Thì sao Khương Tề nói Người trong thiên hạ đều tu luyện tổ pháp liền có thể chém động thiên Của những cái người không tu luyện tổ pháp Bởi vậy khách câu cá rau hẹ Cũng không thể là không tu luyện Nhưng mà bọn họ lại lo lắng Đây chính là cạm bẫy Không dám tu luyện Muốn giải quyết vấn đề này Biện pháp tốt nhất Chính là giải quyết Cái vấn đề người chế tạo ra Chú Thiên Tử nhẹ nhàng gật đầu Nói Hứa ứng tạo ra vấn đề này Chính là muốn dẫn bọn họ hiện thân Khương Tề nói Trên người của hứa ứng Còn có bốn đồng thiên nà tổ Bốn đồng thiên này cũng sẽ hấp dẫn bọn họ Đồng thời hứa ứng lại có bản lĩnh Hạ thấp quy luật của thiên kiếp đến bảy thành Cũng sẽ trở thành lý do Mà bọn họ phải tìm đến hứa ứng Chú thiên tử nhìn ngọc giảng Treo trong không khí hỏi Như vậy Trong ngọc giảng này rốt cuộc Có phải là tổ pháp hay là không Khương Tề dơ dần một chút lại nói Theo ý kiến của thần Hứa đạo hữu cũng không phải là hạ người Cố bổ tự phong tàn tư Hắn thật sự là có khả năng đem tổ pháp chân chính Công bố cho mọi người Bởi vậy thần cho rằng Tổ pháp trên ngọc giảng này Chính là tổ pháp chân chính Khói mắt của chu thiên tử sung trảy Đột nhiên kỳ lạnh Nói <laughs> Quả nhân không tin Trong tổ pháp này nhất định là có cạm bẫy Hứa ừ, ứng ừ. Cái hạ người bảo thủ muốn khống chế hết thảy hắn muốn chính là khống chế người ở trong thiên hạ dù cho hắn có dùng quyền lực hay là không thì cũng muốn đem người trong thiên hạ sinh sinh tử tử nắm giữ trong tay của mình khương tề lại cúi đầu như vậy bây hạ có muốn tu luyện tổ pháp này không chú thiên tử hừ lạnh một tiếng nói <laughs> ta đây là thiên nhân nhân gian còn tu tổ pháp cái gì, gì nữa chứ khương tề chẳng chờ không có tiếp tục truy vấn hắn phúng định hỏi chu thiên tử các tướng sĩ có muốn phế bỏ tu vi hay là không tu luyện lại tổ pháp từ đầu nhưng mà thấy thái độ của chu thiên tử hắn liền biết chu thiên tử không có khả năng là đáp ứng <laughs> tên phản tật chút tiền thiện kia còn chưa tìm được sao chu thiên tử dò hỏi khương tề lắc đầu nói đã phối người điều tra trung tích của nàng rồi Chú thiên tử kịch liệt ho khan lại nói <laughs> Các người còn muốn đi tìm tiên dược Đi tìm tiên sơn Tìm kiếm cung luôn <laughs> Khương Tề nói Vậy hạ Nghỉ ngơi sớm đi Hắn đi ra khỏi Di tích của Hạo Kinh Nhìn lên trên bầu trời trong lòng yên lặng nói Hứa ứng Người rốt cuộc Dự định làm cái gì đây Chẳng lẽ ngươi cho rằng Ngươi có thể chống lại những khách câu cá Và các lão rầu hệ kia sao Nhưng ngươi cứ biết hệ không hả Sau lưng những người này Còn có na tổ đang ẩn nấp đợi Tại Hàm Dương Tổ Long đứng trên thành lâu Trong tay cầm một quả ngọc giảng Quan sát nhiều lần Lập tức bóp một cái Đem ngọc giản bóp nát Hừm, <laughs> cần phế bỏ tu vi Mới có thể tu luyện hả chấm sẽ không làm như vậy Hắn nhìn về phía đại hảo Hà Sơn Thanh âm trầm thấp Chấm Đã bổ sung toàn bộ Thiếu hụt của cung luôn này Đạo pháp thần thông thì không còn cơ sở Chấm muốn độ kiếp Không phải giống như tự phúc Dựa vào giật bên ngoài thân mà độ kiếp Cũng không phải giống như chu thiền tử Bởi lực của người khác Tước đi bảy thành uy lực độ kiếp Chấm không phải là hại người vô năng chẳng muốn độ kiếp Chính là bằng vào thực lực của mình Dùng thủ đoạn đường đường chính chính Cứng rắn trong đại thiền kiếp Đánh bại thiền kiếp Trên cửu ngải sơn Mộ phần chư tệ vân Ngốc tự A Phúng tựa vào mộ phần Tế lệ hiên ngọc giảng Nề quạt cung tổ pháp Nếu mà có cảm bẫy Thật sự là có thể thu hoạch người trong thiên hạ Vô số gia người phiêu đáng trên bầu trời thế giới nguyên thú Quả nhiên thật là đồ hơn. Ngốc tử A phúng thả nhiên tự đắc Cười nói <cười> Nhưng là Ngươi không có khả năng lưu lại cảm bẫy Tất cả mọi người suy đoán ngươi nhất định Sẽ lưu lại cảm bẫy Nhưng mà là ta biết ngươi sẽ không Chỉ là để cho ta nghĩ không ra chính là Ngươi vì sao phải làm như vậy chứ Hắn lộ ra vẻ khó hiểu Người dân lệ hay cảm thấy Người đã có thể khiêu chiến đến những khách câu cá Những lão râu hệ kia rồi sao Còn có nà tổ nữa Bộ ngựa bắt chim sẽ dàn ở phía sau Người đối với họ Làm sao mà ứng đối được chứ Kim đỉnh núi Nga Mi nhàn không thành kiển chân chờ đợi Hắn đã chờ đợi rất lâu Rốt cuộc đã nhìn thấy được Ngoan tấn cởi mây mù mà đến Không khỏi mừng rỡ hướng kiều thiên trọng nói tổ sư hứa quỳnh đến rồi kiều thiên trọng mặt mang vẻ u sầu nói trưởng giáo thời gian này hắn tới đây e rằng không phải là phúc của Nga mi ta đâu Nhãn không thành để cười nói <cười> sai rồi là phúc khí thật lớn đó thần châu sớm đã chuyện ra ồn ào quyên náo nói là hứa quỳnh đã biến thành thiện tài đồng tử đưa tổ pháp ở chung quanh Mà nay hắn cuối cùng cũng đưa đến chỗ của ta Kiều Thiếu Trọng nói Ngọc giảng hắn đưa Chưa chắc chính là tổ pháp Cho dù là tổ pháp Cũng có thể là cạm bẫy Trưởng giáo Biết người biết mặt không biết tâm Vẫn là phải đề phòng một tay đó Nhận không thành Lắc đầu cười nói <cười> Người còn biết hư ứng Nhưng mà ta lại biết hắn Ở trong chuyện này Hắn quyết là không thể hại ta Hắn nhìn đón Cười ha ha Nói <laughs> Hứa Quỳnh Người cuối cùng cũng tới rồi Tổ pháp của ta đâu Hứa ứng giơ tay Ném đến một viên ngọc giản Nhận không thành cuốn quýnh nắm trong tay Đang muốn nói chuyện Thì sắc mặt của hứa ứng khẽ biến Từ trên đầu của ngoan thất bay lên Ý bảo đám người ngoan thất cùng sở tương tư Đi đến ngà mì trước Kiều Tứ trọng thở dài Nói đây chính là lời ta nói Sợ không phải là phúc của Nga Mi ta rồi Nhãn không thành vẫn có một chút không hiểu Đã thấy có một vị nông dân Gánh cái đòn gánh Lăng không mà đến Hướng bên này đi tới Hứa công tử Nhà ngươi đại nghiệp lớn xuất thần ở cùng luôn Có thực lực một tay bắt lên thiên kiếp Làm thiên đạo phi phong Người chồng rau kia dừng bước đứng ở trên không trung cười hắc hắc nói <laughs> đáng thương cho lão nông ta ngươi cũng về lão nông mà bắt ra một cái áo tròn thiên đảo hứa ứng mỉm cười nói <cười> ngươi cũng muốn dược thiên kiếp để phi thắng người nông dân trồng rau kia trên mặt nếp nhân đều là chàng đầy tươi cười nói <cười> ai mà không muốn độ kiếp phi thắng tiêu giao tự tại hứa công tử ta ở lại thế gian sẽ giết người ăn thịt người sẽ phát tán ra nà pháp giả gặt hái thế nhân ngươi sao không phát từ bi giúp ta độ kiếp chứ một chút thiện niệm của ngươi sẽ có vô số người sống sót đó hứa ứng cười ha hả nói <laughs> ta có nên truyền lại cho ngươi tổ pháp chân chính hay không đây nông dân trồng rau ngoan ngoãn nói, cười nói Hứa công tử Mình nhân thì không nói nhảm Cho dù là ngươi truyền thủ cho ta Tổ pháp thật Thì ta có dám tu luyện sao Ta cần phải bỏ tu vi hiện tại của ta Mới có thể tu luyện được tổ pháp Khi đó ta chỉ là một thân tiên dược Ai cũng có thể tới thù quật. Hắn cười hắc hắc Nói <laughs> Bởi vậy Hứa công tử Vẫn là để cho ta vượt qua thiên kiếp Sẽ tốt hơn Hứa công tử Ngươi không muốn xuyên lên độ tháng Tiếp tục có người chết ở trong tay của ta sao? Hứa ứng mỉm cười Nói <cười> Đương nhiên là không muốn rồi Hắn nâng bàn tay lên Hướng trên bầu trời hư hư một cái Ở trên bầu trời lôi đình lưỡi động Rắc 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 rung động Phong vân hội tụ Ta có thể Tước đi uy lực của thiên kiếp Cũng có thể khống chế được thiên kiếp Hứa ứng thả nhiên nói nếu mà lão tiên sinh không ngại, ta giúp ngươi đưa tới thiên kiếp, tăng thêm vài phần uy lực, tiễn ngươi một đoạn đường. nông dân trồng rau sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình thiên kiếp đó đang hình thành. Mọi lúc này phía sau hứa ứng, từng tòa động thiên na tổ sáng ngời, chiếu sáng bầu trời càng ngày càng u ám. Lợi của người đổ kiếp, lương hồi âm gian. Cái phiến cấm khu này có ám thâm sâu Chỉ có luân hồi tản mát ra quang mang bảy quỷ hồn Làm cho những hồn phách lưu lạc ở trong âm gian Nhào nhào đi tới đó Huyền dục thần vương khẽ nhíu mày Hướng dẫn thần vương khác Nói Các người có cảm giác được hay không Thiên kiếp lại bị người dẫn động Hơn nữa cái chỗ này Lại còn là thế giới nguyên thú Huyền thần thần vương thanh âm như là giả kêu từ trong bóng đêm bên kia luân hội truyền đến kêu lên ta cảm thấy được thiên kiếp lần này không có tầm thường cũng là bi thiên đạo dẫn động cũng không phải là hạng kiếp bình thường huyền tinh thần vương quát to như sấm thế giới nguyên thú tất là có yêu nghĩa cái người tinh thông một nghìn chín trăm loại phù dân thiền đạo lần thứ hai là xuất thú hắn muốn ở hạ giới bồi dưỡng ra tiên nhân nhân tạo lòng có thể chú khóe miệng của huyền hạo thần vương giật giật không có nói gì mấy ngày nay trôi đi đạo thương trên người của hắn vẫn chưa có khỏi hẳn chỉ có thể là miễn cưỡng cảm ứng được thiên đạo dao động đến từ thế giới nguyên thú dị thường bởi vậy không tiện xen vào nếu đại thần vương dụng tâm cảm ứng chỉ có huyền hạo là làm giả vờ giả vịt. Qua một lát, mấy vị thần vương đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền dục thần vương hỏi. Ta vốn tưởng rằng lần thiên kiếp này, Tất sẽ là một trận thiên kiếp làm suy yếu bảy thành. Không nghĩ tới uy lực của trận thiên kiếp này, so với uy lực của siêu cấp thiên kiếp trước kia còn cường đại hơn một thành nữa đó. Huyền thần thần vương suy đoán ta giống cho rằng có phải là phản tặc đang khống chế thiên kiếp kia hay là không? Ý đồ khống chế thiên kiếp việc trừ địch nhân của mình hay là không đây? Các thần vương khác cũng nhau nhau gật đầu. thì dục thần vương lại nói. Đây chính là hậu quả số khi mà thiên đạo bị phạm nhân khống chế. Thiên đạo chỉ có giao cho thiên thần công chính vô tư đấm giữ mới có thể áp chế được dục vọng nắm giữ thiên đạo tôi ra mà thôi. Huyền tinh thần vương cảm khái nói. Thiên thần vô tư có thể ngăn cản thiên đạo hấp dẫn. Phạm nhân thì chỉ biết rơi vào trong dục vọng quyền lực, mượn thiên đạo kiếp này để giết đoạt, phát tiết ra dục vọng của mình. Vậy chứ gì à? Chúng ta có cần nhúng tay vào không hả? Chính sự quan trọng hơn không cần để ý đến hắn kiếp số đã nổi lên nông dân trồng rau có một chút bối rối từ sau khi hắn tiến vào trong phi thân kỳ liền vẫn dùng biện pháp đặc thù để tránh né thiên kiếp để cho kiếp vận không thể cảm ứng được chính mình kiếp vận không cách nào cảm ứng được chính mình liền không cách nào hình thành được kiếp vân không có kiếp vân liền không cần độ kiếp từ khi thiên đạo thế giới hình thành thiên thần trưởng quản thiên đạo tới nay theo thiên kiếm không ngừng tăng lên luyện khí sĩ không cách nào vượt qua được thiên kiếp liền nghĩ ra đủ loại biện pháp tránh né thiên kiếp có người tự cảm tu vi làm cho cảnh giới của mình hôm nay không đầy đủ tí như là đoạn thần kiệu của mình dùng cái này để tránh được thiên kiếp còn có người nghiên cứu thiên đạo có người thì viết ra phù lục tránh kiếp cũng có tránh kiếp chú là pháp môn nguyện rũ của mình để cho mình có một chút khuyết điểm, không phải là trạng thái viên mãn, dùng cách này để tránh được thiên kiếp. Biện pháp của nông dân trồng rau chính là cái chết. Đầu tiên là dùng bí pháp đem kiếp số của mình chuyển dời đến trên người của một luyện khí sĩ khác. Thời điểm luyện khí sĩ đó độ kiếp, thì kiếp số của mình cũng sẽ bởi vì vậy mà biến mất ở trong thiên kiếp. Bất quá luyện khí sĩ độ kiếp hẳn là phải chết, bởi vậy mới gọi là chết thay. Hắn năm đó dùng cái loại phương pháp này hại bằng hữu tốt nhất của mình cách chết thay cần phải lời nói và cử chỉ của mình thậm chí là tư tưởng của mình đều nhất trí với người chết thay lại muốn khí vận của đối phương tương liên với mình còn cần đối phương cam tâm tình nguyện tiếp nhận kiếp số của mình nông dân trồng rau tính kế bạn tốt của mình thấu lộ tình cảm với đối phương nghĩ đến suy nghĩ của bạn bè cứu bạn bè từng chút từng chút để cho đối phương tiếp nhận kiếp số của mình Cuối cùng biến thành quỷ chết thay Mà mình thì lại sống sót Hiện tại Cách chết thay đã bị hư ứng trực tiếp phá quỷ Hắn cảm giác được kiếp số của mình Ngốc đầu trở lại Càng cương đại Chính mình thì chạy trời cũng không khỏi nắng Ta <laughs> Ta sẽ không chết ở chỗ này Tuyệt đối sẽ không Hắn vương người lên Thì dịp uy lực của thiên kiếp chưa bộc phát Phóng về phía hư ứng chỉ cần chém hứa ứng trước Nó không chừng liền có thể cắt đứt được thiên kiếp Để cho thiên kiếp tan đi Thực lực của hắn vẫn là cường đại như trước Hắn chính là luyện khí sĩ của Thương Chu Chi Giao Trải qua trận chiến diệt thương Cũng trải qua nhiều lần đại thanh tẩy mà không chết Người cùng thời với hắn Rất ít người có thể sống đến bây giờ Vậy mà hắn vẫn còn sống sót Thực lực của hắn Đó là nhân gian đỉnh phong phía sau hắn hiện ra sáu đại đồng thiên pháp lực trong nháy mắt đã tăng lên đến cực hạn thân như là lưu quan kim biển gánh bị hắn tế khởi xa xa đến như là kim hồng một đạo nện xuống giết hư ứng không gian hắn xê dịch liền lớn hơn giết hư ứng không chỉ có thể thoát khỏi được thiên kiếp cho dù là tổ pháp nơi hoàng có dấu cạm bẫy thì hư ứng chết cũng không ai biết cạm bẫy đó ở nơi nào như vậy cạm bẫy liền không còn là cạm bẫy nữa tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Bọn họ những khách câu cá, những lão rau hè này cũng có thể tu luyện. diệt hữu ứng, mặc dù không giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng có thể giải quyết được hầu hết các vấn đề. Hữu ứng đứng ở nơi đó, phía sau đột nhiên hiện ra thần thụ bảy màu, hào quang thủy khí, tung bay lên, giống như là nhánh cây, nên đón cái đòn gánh vàng đánh tới. Hắn không có được quan hệ sâu cạn với nguyên khí ngọc kỳ, Là tổ động thiên, Lượng về tu vi tự nhiên là kém xa nông dân trồng rau huống chi lấy thần thông đối kháng với pháp bảo tự nhiên là pháp bảo càng kiếm tiện nghi hơn nhưng mà đạo tượng của thất thải thần thụ thật sự là quá kinh người hiện ra dị tượng tinh thần vận quanh thần thụ vận chuyển cho dù là tiên thụ ở trên cung đông thần sơn cũng chưa từng có dị tượng kinh người như thế kim đoạn gánh của nông dân trồng rau rơi xuống kim hồng chấn đoạn từng đạo hoàng huy thủy khí ngang nhiên đánh tới. Phương thức chiến đấu của lão nông dân này khác với những người khác. Luyện khí sĩ bình thường thường đi sẽ tới lên pháp bảo cùng với người ta tiến công đến cự ly xa. Tỉ như là phi kiếm lấy thủ cấp của người, tỉ như là huyền đỉnh trấn áp hoặc là tiếng chuông chấn động thúc giục hồn phách nguyên thần. Mà hắn đúng là cầm ở trong tay cái đòn gánh vàng. Lấy cái đòn gánh vàng này làm vũ khí nặng nề. Cẩn thận, giết tới phương thức chiến đấu này rất là chất phát cái đoạn gánh màu vàng kia ở trong tay của hắn không có bao nhiêu là biến hóa bên trong đoạn gánh đào tượng đó chỉ có nhật nguyệt sơn hà long phượng các loại đào tượng đơn giản nện xuống chỉ có thể là một chữ trọng gánh nặng vô song nghiền nát hết thảy nghiền nát hết thảy sang bằng hết thảy Hắn thân ở trong lục tiên chi vực Ấn cảnh tiềm hóa Giống như là tiên nhân giết tới Thậm chí cho dù là tiên nhân Cũng chưa chắc có được pháp lực thâm hậu như hắn Xung quanh hư ứng có hào quang chiếu rọi Ấn cảnh tiềm hóa đã chuyển khai Thanh động cựu phong Kiếm khí xuyên qua thiên địa Càng khôn nghịch loạn Luyện hóa bác hoang thôn tính nhật nguyệt thần lô Hỗn loạn tinh hải Các dị tượng khác nhau cùng nhau chào ra trong nháy mắt ẩn cảnh của hai người va chạm vào nhau đoạn gánh màu vàng này liền đập vỡ ẩn cảnh tiên cảnh của hứa ứng cái gánh giống như là cầu vàng rơi xuống từ tiên giới đập về phía đỉnh đầu của hứa ứng thần thủ bảy màu phía sau hứa ứng bộc phát hào quang cành cây bay múa nghiên đón cái đoạn gánh màu vàng anh một tiếng một kích này của nông dân trồng rau rơi xuống ẩn cảnh của hai người nhất thời bạo phát các loại ánh sáng ẩn cảnh giống như là nổ tung bành trướng ra bên ngoài đập nát không gian bốn phía hình thành nên vòng tròn tưởng như là nước gió lửa bắt đầu khởi động kịch liệt hướng ra phía bên ngoài mà bành trướng ở trong vòng tròn thủy phong hỏa khởi động này có thể thấy được bụi mù cuồn cuộn thủy hỏa khởi động nguyên bản thủy hỏa bất dung nhưng mà ở chỗ này lại ngoài yêu muốn đang dung hợp cùng một chỗ điều này nói rõ ở bên trong một kích này thiên địa đạo pháp quy tắng đã bị đánh vỡ nguyên bản đại đạo pháp tắc không thể dung hợp nguyên bản đại đạo pháp tắc đối lập tương dung tạo thành đại đạo pháp tắc vặn vẹo nhận không thành thấy cái vòng tròn của địa thủy phong hỏa kịch liệt bành trướng ra phá hủy không gian quấy nát con đường sắc mặt không khỏi biến đổi vội vàng nói tổ sư tế khởi tiên khí bảo vệ nga mi kiều tiết trọng không để hắn phân phó đã đem nga mi tiên khí vạn đạo kỳ tế lên ngàn vàng đại đạo từ trong cờ xí bắn ra từng đạo đạo bảo vệ dãy núi nga mi bảo vật này chính là pháp bảo tiên gia chân chính là tiên khí do thái thượng tổ sư của nga mi phi thăng đến tiên giới lưu lại đủ để ngăn trở trùng kích nông dân trồng rau mà kệ không khỏi thì đoàn gánh vàng đã bị hư ứng ngăn trở liền bị vung cái đoàn gánh vàng lên trên dưới trái phải thì các góc độ hướng hư ứng mà đập xuống đòn gánh vàng của hắn vô cùng nặng nề dưới cận chiến lại càng có thể đem thân thể nguyên thần lực lượng của hắn phát huy đến cực hạn cái loại khoảng cách này pháp lực thần thức nguyên khí tâm lực âm dương dị khí của hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn hao gì uy lực của kim đoạn gánh nhìn như là không bằng thần thông khiến cho người ta hoa cả mắt nhưng mà đã đạt đến hoàn cảnh phản phát quy chân các loại đạo tưởng đều ẩn dấu trong kim đoạn gánh chỉ có rơi vào hiện vật hoặc gặp phải thần thông của đối phương mới có thể bộc phát uy năng. Sau một khắc, thất thải thần thụ bị kim đoàn gánh đánh nát. Cùng lúc đó, phía sau nông dân trồng rau, Nê hoàng dũng tuyền ngọc kinh giáng cung bốn đại đồng thiên bỗng nhiên giống như là bốn phiến lá rụng phiêu linh từ trên bầu trời phía sau hắn xoay tròn mà đi. Nông dân trồng rau mặc dù đập nát thất thải thần thụ giết đến trước mặt của hư ứng nhưng thân thể nguyên thần âm dương nhị ký Cùng với tâm lực, đồng thời tổn hại lớn Chỉ còn lại có pháp lực cùng với thần thức Vẫn như cũ, vẫn ở đỉnh phong Đương một tiếng Cái đoạn gánh vàng của hắn nện lên đỉnh đầu hư ứng Đánh cho hư ứng, lão đảo một cái hắn đã chảy ra máu Nông dân trồng rau trong lòng trầm sướng Một kích này Lực lượng vốn nên cuồng bạo trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hư ứng Bẻ gãy nghiệt nát Đem thân thể của hắn đánh cho nát bấy mặc kệ khu vực hy di của hắn hay là ẩn cảnh tiềm ẩn gì cả hết tẩy để biến thành một mình nhưng mà một kích này chỉ đánh vỡ chán của hướng mà thôi không có nê hoàng dũng tuyền ngọc kinh và giáng cung tứ đại đồng thiên này thực lực của hắn bị suy yếu rất là nhiều hứa ứng đưa tay nắm lấy một đạo kiếm quang tiềm hóa rơi xuống rơi vào trong tay của hắn ngăn cản đòn gánh vàng của nông dân trồng rau hai người đứng trên không trung cẩn thân đọ sức kiếm pháp của hứa ứng đã sớm vượt qua kiếm đạo quy chân quyết của kiếm môn kiếm chiều hắn thi triển tên là kiếm bình bất bình cái chuyện làm một kiếm bình thiên hạ bất bình đã đến hoàn cảnh phản phát quy chân nông dân trồng rau vũ động cái đoàn gánh vạt trên dưới trái phải không rời đầu của hứa ứng nhưng mà luôn bị kiếm quan ngăn cản đột nhiên chỉ nghe xì một tiếng kiếm quan trong tay cô hứa ứng đột phá đòn gánh vàng của hắn lưu lại một vết thương không sâu không cạn ở trong lòng hắn nông dân trồng rau trong lòng cả kinh đột nhiên lại suy một tiếng lại chính là một đạo kiếm quan đâm tới vốn là đâm vào chỗ vết thương ban đầu hắn không cần nghĩ ngợi hư hư lắc lưng một chiêu xoay người rời đi đòn gánh vàng trong tay ném ra hóa thành một đạo cầu vòng châm dậm nông dân trồng rau đứng ở một đầu khác của đoạn gánh dĩ nhiên là đi đến bên ngoài ngàn dặm. Cho dù là thần thông của hứa ứng tinh diệu vô song, trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp. Hắn có thể sống cho đến bây giờ, tự nhiên là không có một cái thủ đoạn bảo mệnh tầm thường. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngợi. Một đạo lôi quang thô to đạt đến mấy dặm từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắm rơi xuống đỉnh đầu của nông dân trồng rau ở đầu Hồng Kiều. Nông dân trồng rau kia hừ cũng không kịp hừ một tiếng Liền từ trên cầu ngã xuống Oanh lên một tiếng Đây là một đạo thiên lôi từ kinh trời giáng xuống Hướng nông dân trồng rau rơi xuống đánh tới Thiên kiếp của hắn đã bắt đầu Nông dân trồng rau kia bị thiên kiếm oanh kích Dĩ nhiên là chưa chết Lung lay lắc lư đứng dậy Đạo thiên lôi thứ hai rơi xuống phía dưới Nhưng là thiên công ở trong thần thoại cầm kiếm Thận tâm hướng đầu của hắn xé rách Ông trời Cũng không thu được ta Nông dân trồng rau mặt mày giận dữ Chuyên lên Đột nhiên tế khởi nguyên thần Chỉ thiên tức giận mắng Kêu lên Thương nguyệt lâu ta Cái đời cường nhân Nếu không phải chố má thiện kiếp Đã sớm là vị thần tiên giới rồi Tại sao phải ở hải giới cùng với có con kiến hôi kéo dài hơi tàn chứ Hắn đem kim đoàn gánh thế lên Hóa thành trăm dặm kim hồng nguyên thần vũ động đạo hồng kiều này không có công hướng thiên lôi ngược lại hướng lên trên bầu trời thiên kiếp đập tới lạnh lùng nói <laughs> ta đập đát lão thiền bất công này ngươi ngươi sầm sầm thiên kiếm rơi xuống đến chúng nguyên thần của hắn lại có một đạo lơ quan thật là nhỏ rơi vào trong trán của hắn đầu nguyên thần của hắn gần như là nổ tung như là hoa tươi nở rộ nước thành thật là nhiều cánh hoa chén của nông dân trồng rau cũng bị đánh trúng nhưng không có giống như là nguyên thần nổ tung mà lại chỗ thiên linh cái xuất hiện một khe hở nhỏ giống như là vết kiếm lưu lại phản phất như là thật sự có một tôn thiên công cầm kiếm đâm trúng thiên linh cái của hắn nguyên thần của hắn cố gắng khép lại tế sức kim đoạn gánh nên vào trong thiên lý kiếp vân ở trên bầu trời muốn đem kiếp vân này đẩy ra nhưng ngay sau đó Chính là tầng mây là một lần nữa khép lại Vẫn chưa có nửa điểm hư hao Rắc rắc Trời xanh tự hồ đã động phẫn nộ Từng đạo lưu định tương đối nhỏ Từ trong mây thoát ra Lần lượt bổ vào trên kim đoàn gánh Điện quang bán ra bốn phía trên kim đoàn gánh Lôi kính không ngừng Quy lực của kim đoàn gánh Cũng không ngừng giảm xuống Bị đánh cho rất là nhiều lạc ấn đạo tượng nát bấy Nông dân trồng rau rống giận cùng với nguyên thần cùng nhau phóng lên trời hướng đến thiên kiếm phóng lên trời mà kêu lên trời xanh bất công đối đại với tế nhân khiến cho thiên kiêu cũng chỉ có thể ở hạ giới ăn thịt người ta ta đã chiến đấu với thiên giới nguyên thần của hắn cầm lấy kim đòn gánh trong điện quan cái đòn gánh kia đã bị thiên lôi đốt đến đỏ thẫm thậm chí là tan chảy không ngừng có kim đồng dịch chảy xuống trên bầu trời có một đạo thiên lôi nổ tung Cùng với thân ảnh nông dân trồng rau Phóng lên trên cao pha chạm cùng một chỗ Trên núi Nga Mi Đám người nhận không thành sở tương tương Ngoan thất nhau nhau che chắn Miễn cho lôi quang quá là chói mắt Bọn họ trong nháy mắt đã lôi đình nổ tung Mơ hồ nhìn thấy được huyết sắc Ở trong lôi quang hiện lên Có huyết nhục từ trong lôi đình bay múa Tay của kiều tư trọng không tư chủ mà rung lên vờ vàng nắm chặt nắm nắm Trong lòng thầm nghĩ thời đại của chúng ta đã quá rồi. Trong lòng hắn sinh ra bi thương vô ngần. Còn có một loại tình cảm giải thoát. Trong lòng yên lặng nói. Một kỷ nguyên mới sắp xuất hiện rồi. Tuy rằng vẫn không thể phi thân. Tuy rằng tiên kiếp vẫn khó độ. Nhưng mà tràn ngập hy vọng mới. Rắc, rắc. Đây là một đạo thiên lôi vô cùng to lớn rơi xuống. Đến vào giữa không trung Đám người nhạn không thành sở tương tương miễn cưỡng nhìn lại Chỉ thấy trong thiên kiếm đó Có càng nhiều máu thịt nổ tung Mơ hồ có thể mượn hạo quan lôi đình Nhìn thấy trong lôi quan có thân ảnh ngã xuống Còn có cảnh tượng nguyên thần nổ tung sụp đổ Uy lực của trận siêu cấp thiên kiếp này So với siêu cấp thiên kiếp trước kia càng khủng bố hơn Mặc dù chỉ tăng lên một thành uy lực Nhưng cho dù không có bất kỳ tăng lên nào Cũng xa xa vượt qua các nông dân trồng rau có thể địch lại Hắn cân bản là không thể nào vượt qua được thiên kiếp Râm, râm Đây là một đạo lưu định hạ xuống Ở trong lôi quan Nông dân trồng rau Nguyên thần đã hóa thành cho tàn Thân thể rơi xuống Kim đoàn gánh kia cũng bị sét đánh làm cho tan chảy Hóa thành kim dịch động Rơi xuống như là thác nước Hắn như là còn có một hơi thở Lại bị một đạo thiên lôi đuổi theo Bộ ở trên người Thi thể của hắn nổ tung Hóa thành một đoàn hỏa cầu rơi xuống phía dưới Hứa ứng thu hồi ánh mắt Xe người đi về phía Đám người nhàn không thành Trên bầu trời phía sau hắn Kiếp vân xoay tròn từ đen nhánh dày nặng Nhanh chóng nhạt đi Để hắn đi đến trên núi Nga Mi Thì chưa thấy ánh mặt trời từ trong đám mây kiếp vân kia Đã hắn đi chiếu xuống Bị đám mây nhộm đẫm màu sắc Hào quang vạn dậm Vì núi Nga Mi đã chìm trong ánh sáng mờ ảo Vạn phất như là tiên cảnh Thời đại mới Thật sự là tới rồi Kiều Tiết Trọng thầm nhủ ở trong lòng Từ cung luôn từ biệt Nga Mi là có phát hiện không nhỏ Đệ tử thịnh vượng So với các môn phái khác Quy mô đều lớn hơn không ít Có một chút ít đệ tử đã có tu vi không tầm thường Có thể thi chuyển ra thần thông Ở giữa núi cao ngự kiếm phi hành Chỉ là tốc độ không có nhanh Từ trên núi nhìn lại Giống như là một con sâu màu bạc Phi hành trong dãy núi kiếm quan của bọn họ phá vỡ mây khí nhàn nhạt, lưu lại tiền đạo dấu vết ở trong mây mù ở trên núi nhưng mà nga mi càng nhiều đệ tử vẫn chỉ là cảnh giới thải khí kỳ mỗi khi mặt trời mọc chính là lúc bọn họ leo lên đỉnh núi dưới ánh mặt trời mọc chiếu rọi lên thải khí luyện khí hứa ứng nhìn thấy nga mi hương thịnh như vậy cũng không khỏi vui mừng thay cho nhận không thành <laughs> hứa quỳnh Ngươi chướng không nên dội giải rời đi Cho tài nghiên cứu tổ pháp trước Chỗ không hiểu ta còn phải hỏi ngươi nữa chứ Nhãn không thành rất là vui vẻ Thịnh tình mời hướng ở lại Nga mi thêm vài ngày Ngay cả kiều thiếu trọng Cũng không ngừng nháy mắt với hắn Hắn cũng làm như là không thấy Kiều Tiết Trọng thầm nghĩ một tiếng không xong rồi Biết tâm ý của hắn đã quyết Vội vàng cáo tội Đứng dậy đi đến đỉnh núi khác của Nga Mi, Đem pháp bảo các đời tối siêu lưu lại tế lên Nga Mi có lịch sử lâu đời Thậm chí là còn ở trên cả Bắc lâu Thần Tiên Nơi này rất sớm chính là đạo tràng của tiên nhân Các đời Nga Mi Tổ Sư Lưu lại rất là nhiều pháp bảo Nga Mi Có rất là nhiều đỉnh núi vàng Đều có trọng bảo bốc lên Có cái thì tỏ ra hào quang vạn trượng Bảo vệ toàn bộ ngọn núi Còn có cái thì giống như là khối xanh mỏng xa Phiêu đảng ở trong núi rừng Còn có cái chính là chuông vàng Đảo ngược xuống còn có dị thú hóa thành thần tuấn trấn thủ sơn xuyên thậm chí có đỉnh núi còn có kim giáp thần nhân sừng sững tự như là thiên thần trọng bảo của nga mi đã làm cho hứa ứng cũng nhìn thẳng vào trong mắt <laughs> nội tình của nga mi thật sự là hùng hồn ha sâu không đường được á hứa ứng tán dương nhận không thành buông ngọc dạo xuống cười nói <cười> Ngờ Mi cố nhiên là nội tình cực sâu Nhưng ở trên thượng giới Vẫn là địa vị không đủ Nếu không cung lông lần đó từ phút độ kiếp Phi thần cũng không phải là liều tông chủ Của ngũ diên tông Mà chính là nhãn không thành ta đó Hắn dừng lại một chút Rồi lại bổ sung Điều nhiên Người bị ngựa đánh chết Cũng sẽ không phải là tiêu tông chủ Mà chính là ta Hứa ứng khiêm tốn nói Thực lực của A Thành cực kỳ cường đại Ta muốn giết người cũng có một chút không dễ dàng Nhãn không thành hừ lên một tiếng Giận dữ nói Người ít khen tặng ta một chút đi Sau khi ta từ cung lôn trở về Đau đớn suy nghĩ Vì thế sự phế pháp Các đức lục bí động thiên Có thể đánh bại thất dài không Cũng đều là ẩn số đấy Ngoan thất nghe vậy Anh mắt sáng lên nóng lòng muốn thử Hứa ứng nhỏ giọng nói thất gia dạ? Không nên cho là thật Hắn khiêm tốn đó Hắn đánh bại người dễ như chở bàn tay đó. Hương phấn của ngoan thất hoàn toàn không còn nữa Nhãn không thành Rất là được Nga mi chân truyền Nhất là ở trên thiên đạo phù văn Cứ trình độ hơn người Hắn cho dù phế bỏ tu vi na pháp của bản thân Thì đánh bại ngoan thất Cũng vẫn là dễ dàng Ngoan thất đối với những phù văn khắc dấu Ở trong bụng của mình Thường là một chi nửa giải So sánh với thiên tài nhãn không thành này Vẫn là kém hơn rất nhiều Hứa Quỳnh Ngamita ta có dạng đạo kỳ trấn áp Còn có tổ sư trọng bảo lớn nhỏ Hơn 100 kiện Người có thể ở lại Ngamita ta an dưỡng mấy ngày Chưa khỏi thương thế Nhãn không thành lý ra bên ngoài một cái liền nhìn thấy kiều tiêu trọng Đã khởi động đại trận phòng hộ Các sơn thở phào nhẹ nhõm Cười nói Ta nói giữ ngươi ở lại mấy ngày Lời biến tổ sư nhất định sẽ làm được dạng du nhất thất mà hứa ứng trong lòng cảm động. Hắn lần này mượn thiên kiếm chạm nông dân trồng rau cũng đã bị vài cái đòn gánh đánh, nhìn như là không có bị dập nát hắn, nhưng mà thương thế quả thực là không nhẹ. Cần điều dưỡng vài ngày, đem dị chủng đạo tượng xâm nhập vào trong cơ thể của mình xóa đi mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhận không thành để hắn ở lại nga mi kỳ thật là vì hắn tranh thủ thời gian. Kiều Tiểu Trọng nổi tiếng là tỉ mỉ, làm việc nước nhỏ giọt không lọt. Không cho người ta bất cứ cái cơ hội nào, tự như là sẽ an bài thỏa đáng. Cho dù những ngư khách khác có tìm thấy cửa, cũng không cách nào chiếm được tiện nghi. Chỉ có thể chờ hư ứng rời khỏi Nga Mi rồi nói sau. Kiều Tiết Trọng khẩn trương vạn phần, một mực chú ý động tĩnh gần Nga Mi, không dám có một chút lơi lỏng nào. Bỗng nhiên Hóa khê xa ở Tây Sơn Nga Mi Nhất lên từng trận gần sống Kiều Tiết Trọng không cần nghĩ ngợi nhiều liền đem tiên khí vào đạo kỳ tế lên Đằng đằng sát khí Đạo hữu Cấm địa của Nga Mi Nếu muốn xông vào chỉ sợ Thế có chuyện bắt chắc phát sinh Hắn trầm giọng nói Hoán khê xa Theo gió mà dao động Bao phủ cả phiến Tây Sơn Bị một cổ lực lượng kỳ dị dâng lên cao cái cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh Cho dù là có trọng bảo cũng không thể áp chế được Kiều tiêu trọng tế lên vạn đạo kỳ Uy lực tiên khí đại trướng liền thấy dao động hoán kê sa Lập tức đình chỉ Cổ lực lượng xâm nhập Nga mi kia đã nhanh chóng tản đi Kiều tiêu trọng vẫn không có lười biến Dứt khoát với là tế lên vạn đạo kỳ Thầm nghĩ trưởng <laughs> Trượng giao muốn mấy ngày thời gian Như vậy ta liền chống đỡ mấy ngày thời gian vậy Chờ tiễn cái họ hứa ôn thần kia đi Rồi lại nói sau Bốn ngày sau Hứa ứng đã chưa khỏi đạo thương khôi phục đến trạng thái đỉnh phong Đến gặp nhạn không thành Nhạn không thành Là bởi vì muốn bế quan tu luyện tổ pháp nơi hoàng cung Hứa ứng trầm mặt một lát Lấy giấy bút Viết lên một phong thư tự biệt Gửi đám người sở tương tương ngoan thất Đi ra bên ngoài Thành sư tổ sư Hứa ứng đi qua bên cạnh Kiều Tứ Trọng Dừng bước cười nói <cười> Thanh sư tổ sư Đối với ta lần này giải tổ pháp nê quảng cung Thế thế nào hả Kiều tiết trọng nghe vậy Hơi ngẩn ra Chầm ngắm một lát Nói Tất là sẽ có một hồi sát kiếp Cho dù ngươi nắm giữ thiên kiếp Cũng rất là khó sống sót Hứa ứng cười ha ha Nói <laughs> Ta nói không phải là an nguy của ta Thanh sương Ta nói là các ngươi Mấy cái khách câu cá lão rau hẹ Thì xử sự, sự như thế nào Kiều Tiết Trọng hiểu được ý tứ của hắn Nói Hành động này của các hạ Tương đương với cái việc đem chúng ta Đặt ở trên lửa nướng Tiếng không được mùi lửa cũng không được Biện pháp giải quyết duy nhất chính là Giải quyết các hạ Hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu Chuy vấn um, Còn gì nữa không Kiều Tiết Trọng chần chờ một lát Rồi lại nói nếu mà giải quyết các hạ không được Thì chúng ta sẽ lui ra bên ngoài Chúng ta sẽ cẩn thận tránh người khác Tìm được một nơi an toàn Tự chảm tu vi tu luyện tổ pháp Đây là biện pháp bắt đặc dĩ Hướng nhìn về phía xa xa Nói Cũng là biện pháp sống của người Thế nghịnh kiều tiết trọng hơi chấn động Hướng đi đến bên cạnh hắn Nói Người luôn cẩn thận không chịu để cho mình gặp phải nguy hiểm cho dù là đối mặt với ta ngươi cũng không dám có một khát thả lỏng lúc chúng ta nói chuyện ngươi cũng đang âm thầm tới lên dạng đạo kỳ kiều tiết trọng không có nói gì hắn trời sinh tính tình chính là cẩn thận như thế hứa ứng tiếp tục nói từ trong lời nói của ngươi ta có thể đoán được ngươi còn định đi cái con đường thứ hai nhưng mà con đường này nguy hiểm nhất không phải là ta mà là cái người giống như ngươi đó Kiều Tứ Trọng yên lặng gật đầu Hứa ứng lại cười nói <cười> Lúc mà ngươi trốn đi Không nên bị ta tìm được Khi mà ta tìm thấy ngươi Ta sẽ không có lưu thủ Khuôn mặt như là chết của Kiều Tứ Trọng Lộ ra một tia tươi cười Nói <cười> Ngươi yên tâm Sau khi ta trốn Ngươi tuyệt đối không thể tìm được ta đâu Hứa ứng cùng với đám người sở tương tương rời đi Đi đến thục sơn kiếm một Qua hai ngày Nhà không thành mượn Nga mi tiên khí Tự chảm cảnh giới trọng lâu Đem chính mình đánh trở về đề nghị khấu quan kỳ Thuận tiện để mở ra động thiên nơi hoàng cung Hắn xuất quan tỉnh lại Kiều tiết trọng đưa đến thư tính của hứa ứng Nhãn không thành mở ra đọc Chỉ thấy trong thư có nói Là một chút chỗ tu luyện Dễ mắc sai lầm Rất là thi mỹ Nhãn không thành trong lòng cảm động Đem thi tín thu hồi Nói Bọn họ cứ như vậy mà đi rồi sao Tổ sư Bọn họ lần này đi cực kỳ hung hiểm Người không có đi đưa bọn họ sao Ánh mắt Kiều thiết trọng kép động Trưởng giáo người muốn chết Ở nửa đường Tướng mọc có hắn hung ác giơ tay lên Làm ra cái động tác cắt cổ phía dưới Nhãn không thành hoảng sợ Vội vàng nói Ta là lo lắng bọn họ gặp nguy hiểm Hiện tại khẳng định Có không ít khách câu cá đang tìm kiếm tung tích của hắn Không phải là muốn người giết bọn họ Những khách câu cá này Đã bị hắn bước đến tuyệt lộ rồi Biện pháp giải quyết duy nhất chính là đem hắn giải quyết Người đi tiện hắn Cũng có thể bảo vệ hắn mà Không đi Kiều Tiết Trọng nói Trưởng giáo chớ có quên Ta cũng là một khách câu cá Về tình về lý Ta đều phải diệt trừ hướng ứng Lần này ta bảo vệ hư ứng Đã là vi phạm đạo đức rồi Nhẫn không thành quay đầu nhìn về phía hắn Nói Tổ sư Hư ứng đem tổ pháp truyền ra bên ngoài Đồng thời cũng là cơ hội của ngươi Ngươi có thể mượn cơ hội này thoát khỏi thân phận khách câu cá Kiều Tiết Trọng lên nở một nụ cười Nói Hè, Ta cũng có cái ý này đấy Nhẫn không thành tình chân ý thiệt Nói Ta biến tổ sư nóng lòng tu luyện tổ pháp thoát khỏi thân phận điếu ngư khách thế nhưng Nghĩa là tự chảm tu vi sẽ đem chính mình đặt vào trong nguy hiểm cho nên phi tổ sư chờ thêm một chút đợi cho ta tu luyện được tới phi thân kỳ có thực lực bảo vệ tổ sư sau đó người lại tự chảm tu vi để luyện tổ pháp kiều thiết trọng lộ vẻ cảm động nói à, người muốn hộ pháp cho ta hả người là trưởng giáo của Ngao mi đạo đức tốt Hoàng phòng tế nguyệt Ngươi không thể dính vào nửa điểm ô uế được Nhãn không thành Chẳng hề để ý Cười nói <cười> Khi đó Ngờ mi ta đã chấn hương rồi Ta đem vị trí trưởng giáo truyền ra bên ngoài Không phải là trưởng giáo Cũng không tính là bô nhỏ ngao mi Kiều Tiết Trọng chầm mặt một lát lại cười nói Trưởng <laughs> giáo yên tâm Ta tự có chừng mật Ta luôn cẩn thận Và sẽ không có cái gì sai hết Nhãn không thành Vẫn có một chút không yên lòng nhìn hai mắt hắn Kiều thứ Trọng vẫn như thường lệ Một lát sau Nhãn không thành gãi gáy đầu Cười nói <cười> Tổ sư đích xác cẩn thận hơn ta Là ta lo lắng nhiều rồi Lại qua hai ngày Nhãn không thành không tìm được Kiều thứ Trọng Chỉ tìm được một phong thư Mà Kiều thứ Trọng để lại Trên thư có viết Trưởng giáo quang minh lỗi lạc Nga mi cũng không có chỗ vết nhơ nào Nhãn không thành trong lòng không khỏi có một chút bối rối Hắn lệnh cho đệ tử tìm kiếm chung quanh Vẫn là không có tìm được tung tích của cái vị thanh sương tổ sương này Cứ như vậy đi tìm vài năm Thủy chung cũng không thấy được bóng dáng của Hớ kiều tiêu trọng Trong lòng nhàn không thành sinh ra chờ mong Hy vọng một ngày nào đó Kiều tiêu trọng sẽ lại xuất hiện Khi đó hắn đã thay đổi được triệt để Đi đến cái con đường chính mình Không cần trồng thuốc trồng rau cho thế nhân nữa nhưng mà Kiều Tiểu Trọng cũng chưa từng xuất hiện qua Xin tự của hắn Nhận không thành Cả đời cũng chưa từng lý giải được Bên kia Hứa ứng tự Nga mi rời đi Đi đến thuộc sơn kiếm môn Dọc theo đường đi lại gió im sóng lặng Du ngoạn ở trên trời cao Không chế gió lôi mà đi Âm dương nhị khí ở sau đầu Bắt đầu khởi động Tốc độ rất nhanh Hứa ứng sở tương tương Ngồi trên đỉnh độ con đại xà quan sát cảnh sát bốn phía kiếm môn đang nhìn hướng nhìn về phía kiếm môn đương nhiên sắc mặt khẽ biến ống tay áo rung động mạnh lên liền nhìn thấy bốn phía có vô số ngôi sao lên xuống chìm nổi phương viên mấy trăm dặm hình thành nên một mảnh loạn tinh hải sở tường tường không hiểu ý nhưng thấy một khắc sau đó bầu trời đại địa điệu rung chuyển kịch liệt ngay cả ngọn núi kiếm môn ở xa xa cũng đang lắc lư không ngớt như là một tờ giấy thiên địa không chỉ là run rẩy thậm chí là ở sự hủy diệt đó hóa thành hỗn độn cuồn cuộn tự như là đại kiếp nạn diệt thế hàng lâm thế giới bị quỷ diệt rồi sở tương tương hoảng sợ lập tức tỉnh ngồi lại không phải thế giới quỷ diệt mà là chúng ta rơi vào trong một bức quả cái bức quả này cùng với thiên địa tương dung quá thành kiếm môn cùng với cảnh sát bốn phía nhưng không biết là sai lầm ở đâu lại bị ứng thúc thúc nhìn ra sơ hở rồi nhưng thấy hỗn độn mờ mịt từ bốn phương tám hướng từ trên trời dưới đất hướng bọn họ nghiện ép mà đến nhưng mà gặp phải loại tinh hại của hướng ứng song phương pha chạm với nhau hỗn độn nghiện ép từng ngôi sao như lập tức ở trong tinh hải là có tân sinh sinh thành để cho hỗn độn kia thủy chung khó có thể đem cho bọn họ triệt để nghiện nát chuông lớn vang lên đột nhiên phóng lên trên trời bay lên không chung kêu lên, Hừ, chỉ cần là pháp bảo thì chung gia ta không sợ. tiếng chuông chấn động thiên quan trở mắt đem hỗn độn ảo ảo điểm đến bằng phẳng bầu trời đại địa lập tức khôi phục lại thanh minh chỉ còn lại có một quyển sách bị xé rách. chung lớn vừa mới hủy đi một kiện pháp bảo bức họa kia, đang đắc ý thì đột nhiên một bàn tay đột nhiên xuất hiện Vỗ lên người của nó một chuyện này uy lực thật là khủng bố đem nó đánh bay ngược rời đi lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát trên cơ thể của nó à, người ta sắp chết rồi chuông lớn hoảng sợ vách chuông vặn vẹo cái bàn tay kia lại in thật là sâu vào vách chuông giống như là muốn một chưởng đánh xuyên qua nó nhưng mà sau một khắc các loại đạo tự hưng lưu chuyển ở trong vách chuông lớn lại đem lực lượng một chưởng này từng cái từng cái dở đi chuông lớn vừa mừng vừa sợ chỉ thấy vách chuông cũng đang dần dần phồng lên nó nhìn về phía trước, loạn tinh hải bị một con huyền điểu chiếu sáng tan chảy. Vừa rồi cái kia đánh bay thân ảnh của mình, giết vào trong loạn tinh hải. Thì phía sau động thiên trần dịch quát tháo một tiếng, dễ như là đem loạn tinh hải trắng trụ một mạng lớn. Cùng lúc đó, đối diện lại có một nam tự hư quần áo cổ sơ cũng giết vào trong loạn tinh hải. Thế khởi lên động thiên, đem nửa kia của loạn tinh hải trắng áp từng con huyền điểu vỗ cánh phi hành đánh tới thăm dò móng vuốt chụp về phía đám người hư ứng trên đỉnh đầu ngoan thất và chuông lớn hung ác đến cực điểm ờ à, ừ, 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 nguy hiểm rồi đại chung vừa mới nghĩ tới đây thì liền thấy trên đầu của ngoan thất phía sau sở tương tương áo trộn thiên đạo rung rẩy ào lên một tiếng tưởng như là màn lớn che trời đem tất cả huyền điểu một lưới bắt lấy sở tương tương phiêu nhiên nổi lên áo trộn phía sau triển khai tất cả huyền điểu bị luyện thành cho bụi không còn tồn tại đột nhiên trên không trung một đạo thân hình phá vỡ tầng tầng mây mây từ bên ngoài trời đã nấp lại lại là luyện khí sĩ đại thương thứ ba một chuyện ấn ấn xuống ép đến hoàn thân khó có thể ổn định được thân hình rơi xuống phía dưới sở thương tương phất ống tay áo nghiên đón luyện khí sĩ đại thương kia trang sức của thiếu nữ này nhau nhau bay lên trong khoảnh khắc hóa thành hơn trăm kiện pháp bảo cùng với luyện khí sĩ đại thương kia va chạm cùng một chỗ. Nhưng thấy Phượng Loan Minh Phi, Châu Quang Bảo Ảnh, các loại pháp bảo khéo léo, vào giờ phút này, bộc phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng được, đem luyện ký sĩ đại thương kia ngăn trở. Cùng lúc đó, các loại bảo vật nho nhỏ trên người của nàng cũng đều tự phát ra hào quang đại thác để cho quân thân của nàng thần uy huy hoạt, thần lực vô song, cùng với đại thương luyện khí sĩ cận chiến chém giết bên kia Đại thương luyện khí sĩ thứ tư Từ dưới trên đánh úp lại Chính là lúc đại thương luyện khí sĩ khác Chất áp hứa ứng Khiến cho hứa ứng không thể ngăn cản tập kích của hắn chung gia dạ. Hứa ứng cao giọng hét lớn Rốt cuộc chuông lớn cũng đã bình ổn lại Gào thét vào tới Kêu lên chung gia dạ ở đây Quy năng của nó bộc phát Chán ở trước người luyện khí sĩ đại thương kia Cùng lúc đó Hứa ứng tránh thoát trắng áp ngọn núi bằng đồng hiện lên từ trên xuống dưới trắng ấp đại thương rịa sĩ phía dưới vừa mới cùng với đại trung liều mạng một cái liền bị bắt chu sơn trắng ấp hướng ngã xuống đất hứa ứng thét dài một tiếng phi thân bay lên cùng với sở tương tương xây người mà qua bàn tay nhẹ nhàng nâng lên thiên đạo phía sau của sở tương tương sáng lên hóa thành phù văn thiên đạo đầy trời tại âm phủ luân hồi chi sở huyền dục huyền thần huyền tinh tam đại thần vương sắc mặt hoàn toàn trầm xuống huyền hậu thần vương thế thế sắc mặt cũng vội vàng trầm xuống hề hey, cái tên kia đã bắt đầu rồi cái tên cuồng đồ pháp ngoại kia lại đang mượn thiên kiếp đã kết đối thủ rồi huyền tinh thần vương vẫn không thể kiềm chế được râu tống điệu trương lên quát thiên đạo là nhà của hắn mở ra sao chứ thiền lý ở đâu thiền pháp ở đâu đây quyền dục đạo hữu chúng ta còn muốn ngồi nhìn để hắn tự do sao chứ huyền dục thần vương giơ tay lên nói không cần quản hắn làm gì thiên kiếm đã nổi lên bốn vị luyện khí sĩ đại thương trong lòng cả kinh một mình độ kiếp là siêu cấp thiên kiếp bốn người cùng nhau độ kiếp chính là siêu cấp thiên kiếp gấp bốn lần đáng sợ nhất chính là thiên kiếp cũng không phải là người nhất trọng ta một trọng mà chính là tứ trọng thiên kiếp dung hợp mỗi một đạo thiên lôi uy lực chỉ sợ là gấp bốn lần trước kia trước kia còn có thể độ kiếp kiếp uy tăng lên gấp bốn lần còn độ kiếp như thế nào được đây Hề, à, một kết cuối cùng bốn người lúc này mặc dù là không trao đổi nhưng mà tâm niệm tương thông đột nhiên bỏ qua đối thủ khác cho dù là đối mặt với công kích của đại trung cùng với sở tương tương Cũng không để đến tới chút nào Thần thông của bốn người vào lúc này Châu châu liên hợp Liệt diễm ung ùng kéo đến bốc lên Vào giờ khắc này Hóa thành huyền điểu bay múa đầy trời Vỗ cánh mà kêu lên Từ bốn phương tám hướng vọt đến hướng ứng Giờ phút này Thần thông của bốn người tăng lên đến cực hạn Một kích sau đó liền lập tức lập tức bỏ chạy Hướng các phương hướng khác nhau mà bay đi dưới chân của bọn họ có huyền điểu hiện lên Chở bọn họ cấp tốc phi hành Tốc độ hư cực là nhanh Thậm chí là không thu gì hữu ứng di chuyển ra cực ý tự tại công Bọn họ trốn ra bên ngoài ngàn dẫm Nhào nhào quay đầu nhìn lại Chỉ thấy thiên kiếm trên bầu trời còn đang hình thành Kiếp vân càng lúc càng dày nặng Mà thần thông bốn người bọn họ Cũng vừa giờ khắc này tập trung ở một chỗ ánh lửa lập lấp lánh phóng lên trên trời cao Hóa thành một con huyền điểu Lăng tuyệt thiên địa Đắc thủ rồi Bốn vị luyện ký sĩ đại thương trong lòng đều vui mừng Thần thông châu của bọn họ liên hợp lại với nhau Hợp làm một thể Thể hiện được uy năng kinh thiên động địa Quy lực cũng tăng lên không chỉ là bốn lần Nụ cười trên mặt của bọn họ Còn chưa có hạ xuống Thì đột nhiên cho thấy hứa ứng giơ tay hư hư lên một cái Chụp về phía bầu trời Ở trong thiên kiếm Có vô số phụ văn thiên đạo hiện lên Hóa thành một bộ thiên đạo phi phong Ngày đó cái áo trọn này rơi xuống Thì bao lấy huyền điểu của Lăng tuyệt thiên địa Bốn phía đại thương viện khí sĩ Mỗi người đều tự cảm nhận được Thần thống của mình bộc phát ra Cũng nhìn thấy áo trọn thiên đạo Kịch liệt bành trướng Có cự điểu bay lượn dưới áo tròn Lớn mạnh giống như là bị chống đỡ bạo phát Nhưng mà làm cho trong lòng bọn họ Nhất thành chính là Một bộ áo trọn thiên đạo kia Vẫn là chưa có nổ tung Bộ thiên đạo áo tròn kia là bởi thành lực lượng ở trong tứ trọng siêu cấp thiên kiếp biến thành. Nếu mà bốn người bọn họ liên thủ thần thông có thể đánh tan được cái áo tròn này, như vậy thì bốn người bọn họ liên thủ độ kiếp cũng có vài phần khả năng thành công. Nhưng mà thần thông của bọn họ còn lâu mới thăm dò ra được cái mức hạn cao nhất của áo tròn thiên đạo. Thần thông của mỗi người liền bị nghẹn chết ở dưới cái áo tròn thiên đạo này. Hứa ứng run tay, liền thấy cái bộ áo tròn kia bay lên, cùng với phong vân ở trên bầu trời tương hợp lại một lần nữa hóa thành thiên kiếp ở trong phạm vi mấy ngàn dặm rắc rắc trên bầu trời sấm sét nổ tung một đạo thiên lôi xá người vượt qua ngàn vạn ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống thẳng tắp tới thẳng đỉnh đầu của luyện khí sĩ đại thương đang chạy trốn ở phương tây người nọ muốn nổ tung tan thành mây khói không còn tồn tại rắc rắc lại là một đạo thiên lôi nữa rơi xuống quang mang sáng người chiếu sáng cả thần châu thậm chí các bộ châu khác cũng có thể nhìn thấy được một đạo thiên lôi quang mang này lại là một vị luyện khí sĩ đại thương dưới thiên lôi rời rạc đến nghiền nát vô lượng là tu vi gì vô lượng là thần thông bậc nào thì dưới thiên kiếp bậc này tất cả đều không cách nào bảo toàn được bản thân cái đạo thiên lôi thứ ba sáng người hiện lên ở xa xa trong tinh không cũng có thể nhìn thấy được đạo quang mang này sáng người chó mất như thế nào mà đạo thiên lôi bổ về phía cái vị luyện khí sĩ đại thương kia lập tức vứt bỏ thân thể nguyên thần bỏ chạy nguyên thần có hắn tốc độ nhanh hơn thậm chí là hóa thành huyền điểu như lên cái ngọn lửa hừng hực sáng đẹp như là phượng hoàng khống chế hỏa quan mà đi nhưng mà đạo thiên lôi này chia ra làm hai giống như là một cành cây ở trên cành cây trong đó có một nhánh sấm sét vượt qua thiên sơn vạn thủy vạn dậm sơn hạ nhớ một cái đã mà qua chuẩn xác bổ vào trên đỉnh đầu nguyên thần đang chạy trốn nguyên thần của người nọ ở trong lôi quan hóa thành một mịn chỉ còn lưu lại có một chúng chân linh bất diệt từ từ lắc lư phiêu hướng âm gian thân thể của hắn cũng đã sớm ở trong lôi đình hoàn toàn nát bấy cả đời đạo hạnh sân dính không biết là bao nhiêu na tiên cùng với đồng đạo mà tích lũy được tiên dược giây phút này hết thảy hóa thành hư ảo Cuối cùng Lại cái vị luyện khí sĩ đại thương kia Đang trên đường chạy trốn Đột nhiên tới khởi lên một mặt phù chú Phù chú thiêu đốt Hóa thành một đạo môn hộ Ở trong môn hộ quỷ khí xăm xăm Một mảnh âm u không rõ Đó chính là âm gian Đại thương luyện khí sĩ Đầu nhập vào trong môn hộ Trốn vào trong âm phủ Bầu trời âm phủ nổ tung Thiên lôi rực rỡ kia theo dõi mà đến quang mang mãnh liệt đem bộ trời âm phủ xuyên thấu từ trên trời giáng xuống chém về phía đầu của vị luyện khí sĩ đại thương kia vị luyện khí sĩ đại thương kia cũng không quan tâm nữa mà điên cuồng chạy trốn về phía trước ở phía trước chính là vọng hương đại liên miên không dứt hắn tháng người đứng lên mắt thấy sắp rơi vào trong vọng hương đài thì trên bầu trời nổ tung một cái đạo thiên lôi cũng đã đuổi theo hắn trên bầu trời vọng hương đài thiên lôi nổ vang với nhiều từng tồn tại cổ xưa ẩn dấu ở trong sâu vọng hương đại trong lúc nhất thời tiên quan trong vọng hương đại bắn ra từng đám từng đám nhau nhau nở rộ thần thức thăm dò ra phía bên ngoài cái chuyện gì xảy ra vậy chứ quy lực của thiên kiếp tại sao là mạnh như vậy chứ Chẳng lẽ là có yêu người đầu xuất hiện đem thiên kiếp quy lực này tăng lên đến gấp bốn lần sau yêu nghĩa phương nào vậy chứ không phải là cái người kia trở về chứ trên bầu trời nguyên thú thần châu kiếp phần cũng bố vô cùng kia rốt cục cũng tạn đi bầu trời đã khôi phục thanh minh một đạo áo trọn bay lượn rung động từ trên bầu trời bay tới tự động buộc ở trên đầu vai của sở tương tương hứa ứng nhìn lên trên bầu trời chỉ thấy bên ngoài trời có ngôi sao di động từng ngôi sao lần lượt đi xa hmm. liên tục chết nằm vị ngư khách rồi các người còn lại cũng có thể sợ hãi rồi chứ Hắn thì thầm Những quần tinh di động kia Chính là một đám ngư khách Tội tây ẩn nắp trong bóng tối Nguyên bản tồn tại tâm tư Tùy thời tập kích hứa ứng Nhưng nhìn thấy đến bốn vị Luyện ký sĩ Đại thương Lần lượt tán thân với thiên kiếp Làm cho bọn họ Cũng không khỏi sợ hãi <laughs> thiền địa đã thay đổi rồi Không còn là thời đại của chúng ta Có thể tùy ý tu hoạch được nữa Bọn họ lần lượt rời đi Lặng lẽ không nghỉ ngơi hey, Đã như vậy Thì chúng ta liền dung nhập vào thời đại mới này vậy Bây giờ chỉ còn có một con đường có thể đi thôi Đó chính là trốn đi Phải bỏ tư duy của mình Làm lại từ đầu Cho dù hướng kia có thu hoạch chúng ta Chỉ là chuyện ở tương lai Chúng ta từng là thiên kiêu của một thời đại Là lựa chọn lắng động của lịch sử Quá khứ chưa từng đào thải chúng ta hiện tại cũng sẽ không, tương lai sẽ càng không. Hứa ứng hẳn không có lật nổi bao nhiêu sóng gió đâu ạ. À. Đám người hứa ứng sở tương tương Đi đến thuộc sơn kiếm môn Lục kiếm môn môn chủ Thời phủ tình nghênh đón Thì nhìn thấy được sở thần nữ Ở bên cạnh hứa ứng Trong lòng chua sớt Mỗi lần nhìn thấy hắn Bên cạnh hắn Đều có một nữ hài tử Có bộ dáng khác nhau hứa ứng đưa lên ngọc giản cười nói <cười> vũ tình đây là tổ pháp người cầm đi tu luyện đi thời phú tình nhận lấy ngọc giản nói thái thượng trưởng lão đã lâu không trở lại kiếm môn bên ngoài mưa gió kiếm môn tốt xấu gì cũng có một chỗ che mưa đẩy gió vậy trong lòng hứa ứng sinh ra từng trận ấp áp ông vốn cho rằng tưởng gia điền mới là nhà của mình sau đó Mới biết được nhà giống như là tưởng gia đình Không có một vạn thì cũng có tám ngàn Hắn tự diệu chính mình vì phiêu linh chi lá rụng Nhưng ở trong gió phiêu chi Cũng không biết gốc rễ ở nơi đâu Lời nói của thời phủ tình Làm cho hắn cảm nhận được Sự ấm áp của gia đình và bằng hữu <laughs> Vũ tình Ta không muốn chấm dứt thời đại ăn tình người này Còn để cho thế nhân Một thế đạo công bằng nữa Hứa ứng cười nói Cho nên ta đem tổ pháp truyền ra bên ngoài Hy vọng có thể giải quyết triệt để cái chuyện khách câu cá và lão tổ tay Thời Phú Tình lộ ra vẻ chờ mong là mộng nói Thật sự là có thể giải quyết được sao? Kỳ thật phương pháp câu cá và phương pháp thu hoạch sau hẹ Đối với nàng thương tổn vượt xa hứa ứng Hứa ứng chỉ là cảm thấy làm như vậy là bất công cho nên muốn đợi công đạo. Nhưng mà tệ vô tình lại là bị người ta hại thật sự. Ân sư của nàng, trưởng giáo Đạo Đan Dương đời trước của kiếm môn. Chính là một ngư khách thủ đoạn tàn nhẫn. Không chỉ là thu hoạch kiếm môn, ngay cả luyện khí sĩ kiếm môn cũng cùng nhau thu hoạch. Luyện hóa, hóa thân bên ngoài thân cùng với nguyên thần thứ hai. Nếu không có hứa ứng, thì nàng cũng sẽ trở thành vật hy sinh tiếp theo của Đạo Đan Dương. Thậm chí là đạo đan dương Còn muốn lại một lần nữa nắm giữ kiếm môn Thu hoạch một lần nữa <laughs> Có thể giải quyết Theo lý là nên giải quyết Hứa ứng mỉm cười Nói Trên đường ta đã giải quyết được 5 người rồi Hẳn là còn có nhiều người hơn nữa Ta nhất định sẽ tìm được bọn họ Thời Phú Tình nói Sư Thúc Còn có một việc rất là cổ quái Nào nói ra phát hiện của mình Nói đào đan dương giống như nhiều khách câu cá khác bọn họ khi mà đại thanh tẩy tới cũng không có bị thanh tẩy ngược lại vẫn còn sống sót vì bọn họ đó đâu khi mà đại thanh tẩy tới vậy hứa ứng nghe vậy không cần suy nghĩ nói <laughs> bọn họ có người thì dựa vào thiên nhân cảm ứng cùng với thần chết ở ngoại vực thành lập đến cảm ứng đem chỗ ở núi non dẫn chuyển đến một thế giới khác tránh đi đại thanh tẩy còn có người thì trốn ở trong giọng hương đại cũng có thể tránh được thanh tẩy Thầy Phú Tịnh lắc đầu Nói Không phải như vậy Đạo đang Dương điều khiển hàng trăm thân ngoại quá thân Thiên dự của hắn tiêu hao rất là lớn Chắc chắn sẽ không có đình chỉ thu hoạch được Nhưng hắn lại là Thiên địa giải phong sau đó mới xuất hiện Tìm tới nơi của ta Trước đó ba ngàn năm Hắn ở nơi nào Hứa ứng bị cái vấn đề này của nàng làm khó người nói. Cười nói đại khái là đi tới thế giới khác hắn có thể thông qua thương ngô chi uyên tiến vào trong một thế giới khác để tị nạn đào đau như đã chết rồi Mấy cái vấn đề này cũng không ai có thể đáp giải được thời phú tình suy nghĩ một chút quả thật là có đạo lý này liền không có truy vấn nữa mà cười nói <cười> kim gia đâu rồi vẫn còn trong mặt trời không có trở lại sao hứa ứng cũng có một chút nhớ nhùng kìm bất di cười nói <cười> nó vẫn còn đang bế quan Bác quả nếu mà tính toán thời gian Nó hẳn là cũng sắp đi ra rồi Hứa ứng ở lại kiếm môn lưu lại mấy ngày Chuyên tụ kiếm pháp cho thầy phủ tình liền thẳng đứng dậy Đi đến tông phái kế tiếp Tiếp tục mệnh lệnh cho thất gia Kiều chiến Thời gian bất kỳ bất giác đã qua nửa năm Hứa ứng đã đi khắp Ba ngàn tông phái của thế giới nguyên thú Ở trong đó Có một số tông môn đã tuyệt hộ Nghĩ đến chính là tông chủ đã chết ở cùng luôn Hướng ứng đi ngang qua những tông môn này Thỉnh thoảng nhìn thấy được ánh sáng từ trên trời rơi xuống Chiếu rọi trong thôn trang phụ cận Hắn là tổ sư của những môn phái này ở tiên giới Không có cam lòng Đang lựa chọn môn đồ ở thế gian Dự định là tiếp tục đạo thống của mình Tiền nhân ở tiên giới Còn có cái thú đoạn này sao Ta còn tưởng rằng bảo bối trong tông môn hiện giờ Đều là vật vô chủ chứ Hứa ứng thầm tiếc hận Đột nhiên cười nói Tương tương thất gia Ta gần đây phát hiện một chuyện lạ Sở tương tương tò mò nói Chuyện gì Hứa ứng thả nhiên nói Có người len lẻn vào trong Bỉ ngạn của nê Hoàng, Dũng tuyệt ngọc kinh gián cung Đánh cắp tiền hỏa Đám người sở tương tương và ngoan thất giật mình Đánh cắp tiền quả để làm vậy Đại chung dẫn đầu tỉnh ngộ thất thanh nói Trộm tiên quả của người nọ Ý đồ dùng tiên quả Luyện đi tu di cảnh giới của mình đó. Có người muốn trùng tu tổ pháp á." Ngoan thất lại nói Chỉ có mấy cái người tu vi rất là cao Mới cần dùng tiên quả Để luyện quá tu di chứ Bình thường luyện ký sĩ chém xuống cảnh giới Cũng không tính là phiền tối mà Hứa ứng mỉm cười Nói <cười> Cái người đi tới bị ngạn trộm tiên quả dùng tiên quả luyện quá tu vi cảnh giới không chỉ là một người mà là rất rất là nhiều người bọn họ tự cho là trộm tiên quả rất là bí mật nhưng mà na tổ động tiên của ta đã luyện tới hoàn cảnh thái nhất rồi trong bọn họ thông qua động tiên khác lẽ như trong bỉ ngạn không gạt được cảm ứng của ta đâu hắn cất bước đi tới nói chúng ta có thể tìm được từng người bọn họ chu sát bọn họ hắn phun ra một ngụm chọc khí thấp giọng nói <laughs> Thời đại khách câu cá cắt rau hẹ Nhưng rốt cuộc đã qua rồi Một vùng hương giả ở Âu Châu Tiều phu tế rượu Cắt vách núi Lắc mình đi vào Ở trong vách núi là một ẩn cảnh tiềm ẩn Có động thiên khác Ở trong ẩn cảnh tiềm ẩn này Lại còn có một người Là một nam tử tướng mạo trung hậu Nhìn tiều phu ngơ ngác xuất thần Người tiều phu này xé toạt gáy của hắn ra một mảnh ánh sáng từ trong cơ thể của hắn tiết ra nam tử trung hậu kia chỉ còn lại có một tấm da người ở trong da người cương nhiên còn có một chỗ ẩn cảnh tiềm ẩn tiều phu đi thẳng vào trong đó đi tới nơi ẩn cảnh tiềm ẩn này hắn mới coi như là trầm tính lại tới lên một cái lò luyện đan ở trong lò chính là thiên hỏa đến từ lục đại biến ngạn <laughs> mặc kệ ở trong tổ pháp có cảm bẫy hay là không ta đều cần đi tu luyện tu vi một chút về phần họ hứa kia Thế giới thiền đạo cùng tiên giới nhất định Sẽ đối phó hắn Hắn chưa chắc có thể sống đến thuộc hoạch chúng ta đâu Hắn ngồi nghe ngắn ở Trong tiên hỏa Dùng tâm luyện hóa tu vi cảnh giới của mình Luyện khí sĩ đi tới Bị ngạn phong bế tất cả huyệt khiếu của bản thân Để chống lại cự tiên hỏa Luyện hóa Bởi vậy có thể kiên trì được một đoạn thời gian rất dài Mãn thì là chủ động dẫn lục đại tiên hỏa Đốt đi tu vi cảnh giới của mình hao tốn thời gian cũng không tính là dài liền đem tu vi cảnh giới của mình từ phi thân kỳ đốt đến đề nghị khấu quan kỳ hời Rốt cục có thể tu luyện được tố pháp rồi hắn thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra đúng lúc này hắn nhìn thấy trên mặt đất nhựa ra thêm một cái bóng cái bóng kia bao phủ lấy hắn tiều phu quay đầu lại lộ ra vẻ khó tin thất thà nói là ngươi À, làm sao à, ngươi ng ng tìm được tới chỗ này? cái bóng mai kia cũng mở miệng thấp giọng nói <laughs> cũng không khó đào hữu à lúc các ngươi trộm tiên quả bí ngạn ta đã nhìn chăm chú cho các ngươi rồi Huống gì chúng ta gặp nhau nhiều lần ở trong quá khứ khi tức của ngươi vô cùng quen thuộc tìm được ngươi thật sự là không khó mà ba ngày sau hứa ứng tìm tới nơi này cẩn thận từng ly từng tí một tìm được ẩn cảnh tiềm ẩn ở trong một ẩn cảnh tìm ẩn địa khác ngay sau đó không lâu hắn đứng ở trước người của tiểu phu tiểu phu lộ ra có vẻ mặt không cam lòng nói với hứa ứng ta ta tình nguyện chết ở trong tại ngươi hứa ứng vừa hỏi ai ăn ngươi tiểu phu sắc mặt mờ mịt lập tức biến thành một cái cổ thống khổ chi sắc gắt cao nắm lấy cái tóc của mình quá khẽ ta ta không biết ta không thể nhớ ta cũng không biết Hứa ứng yên lặng nhìn sâu ghế của hắn Nơi đó mơ hồ có một đạo ánh sáng Đây là lần thứ mấy rồi Hắn thấp giọng nói Sở tương tương điểm rất là rõ ràng Nói Người thứ bảy rồi Sáu người câu cá ở trước Cũng có kết cục tương tự Khi chúng ta tìm được bọn họ Cũng chỉ còn lại có một tấm da người thôi Hứa ứng ngẩn đầu lâm bọng nói Có người thu hoạch Đang thu hoạch tất cả những khách câu cá mà hắn cũng là một thành viên của khách câu cá. Nam tử này rốt cuộc là ai chứ? Mấy ngày sau, đám người hứa ứng tiếp tục tìm kiếm những ngư khách khác. Nhưng mà bọn họ tìm được nơi ẩn cảnh tiềm ẩn của những người này. Là phát hiện những người này đã bị thu hoạch, chỉ còn lại có một cái túi da. Hứa ứng hít sâu một hơi lạnh. Chùa lớn nói. À ứng, có một chút không đúng lắm hơn. Mấy cái khách câu cá này Tuy rằng tự chẩm tu di cảnh giới Nhưng là ở trong cơ thể bọn họ Tiên dược vẫn còn đó mà Cái người thu hoạch cuối cùng này Thu hoạch nhiều khách câu cá như vậy Chẳng phải chỗ hắn tu tập Là một lượng lớn tiên dược rồi sao Hoàng thật lẩm bẩm nói Khách câu cá thu hoạch na tiên Thu hoạch lão sao hẹ Cùng những khách câu cá khác Cuối cùng thu hoạch giả Lại tới thu hoạch bọn họ cá lớn ăn cá nhỏ cuối cùng mấy dạng năm qua tuyệt đại bộ phận na tiên trộm lấy được tiên dược tập trung ở trên người có chỉ có một người như vậy cái người này nhất định đại bổ à Tự sắc tiên thảo tiểu chiến đầu có hắn nhô ra vài phiến lá cây nghe vậy vội vàng gật đầu sợ tương tường nói người này góp nhiều tiên dược như vậy có thể luyện quá được sao cho dù là động thiên do chính pháp luyện thành Cũng không cách nào hoàn toàn luyện quá đi tiên dược Muốn luyện hóa đi tiên dược Chỉ có thể tu luyện tổ pháp thôi Nếu không thể luyện hóa Vậy sao phải giết nhiều khách câu cá như vậy chứ Hứa ứng sầu tư nói Cảnh giới của cái đám điếu ngư khách này Tuy rằng là tự chém đi Nhưng mà động thiên mà bọn họ tích lũy vẫn còn đó Động thiên có mỗi một người bọn họ được cực kỳ cường đại là mấy trăm thậm chí là cả ngàn tên na tiên động thiên dung luyện mà thành. Nếu như cái người này đem những cái động thiên này tập trung vào một thể thì mọi người không nói gì nữa. Cái người thu hoạch cuối cùng kia thu hoạch lão sao hệ, lão câu cá là tập hợp tiên dược mà đại đa số na tiên thu thập được ở trong hơn bốn vạn năm qua cùng một đạo lý. Động thiên thu hoạch cuối cùng của thu hoạch giả, thu hoạch điếu ngư khách và lão rau hẻ Chính là đem động thiên của tuyệt đại đa số na tiên ở trong 4 vạn năm qua tập trung vào một người Mặc dù người này vẫn không cách nào hoàn toàn luyện hóa được tiên dược Nhưng mà tốc độ luyện hóa tất nhiên cực kỳ khủng bố Hơn nữa, nhiều tiên dược cùng với động thiên như vậy Đối với tu vi thực lực của hắn tăng lên cũng tất nhiên là cực kỳ khủng bố Hắn hắn lại muốn thành tiên sao hứa ứng lẩm bẩm nói không tu tổ pháp chỉ bằng vào tiên dược khó có thể tưởng tượng được pháp lực khó có thể tưởng tượng được thân thể nguyên khí tâm lực âm dương dị khí thân thức khó có thể tưởng tượng được mà trực tiếp vượt qua thiên kiếp người này nghĩ đến pháp môn phá giải kế chất của ta đi mà hứa ứng cũng nhịn không được mà chiến tranh lạnh thấp giọng nói hơn 4 vạn năm qua Tế giới nguyên thú Tất cả luyện khí sĩ liều mạng tiêu hao nội bộ Người thu hoạch ta Thì ta thu hoạch ngươi Cá lớn ăn cá nhỏ Rốt cuộc nuôi ra một con quái vật Khó có thể tưởng tượng được Một con quái vật Vô cùng cường đại Vô cùng khủng bố Tu vi của người này Là tu vi na tiên hao tổn Vô số từ hơn 4 vạn năm qua Đại trùng nói hắn mới thật sự chính là thu hoạch thiên hạ đó, cái thực lực của hắn đến từ cùng sẽ đạt đến cái độ cao nào đây? Hứa Ứng tiếp tục tìm kiếm, Ý đều tìm ra dấu vết, nhưng lực cảm ứng của thu hoạch giả cuối cùng này so với hắn còn cường đại hơn, có thể tìm được những khách câu cá ẩn giấu trước hắn, thu hoạch đối phương. Hứa Ứng tìm được từng tấm da người, da người của những khách câu cá này, hoặc là gạo khóc, hoặc là mờ mịt hoặc là thoải mái thư thái chưa từng có. Hứa ứng hỏi bọn họ, rốt cuộc là ai đã thu hoạch tính mạng của bọn họ? Thì bọn họ liều mạng tự hỏi, nhưng mà lại không cách nào nhớ lại được quá trình bị thu hoạch. Tự nhiên là cũng không cách nào nói cho hứa ứng biết rốt cuộc ai mới là người thu hoạch cuối cùng. Cái vị thu hoạch giả kia, đem ý thức của bọn họ cũng xóa đi một phần, che giấu thân phận, chân thân của mình. Người này thu hoạch xong những cách câu cá này sẽ độ kiếp tới lúc đó liền biết hắn đến từ cùng là ai thôi mà hướng mặc dù có một chút không cam lòng nhưng cũng chỉ là đành buông tha tiếp tục truy tung hướng sợi từng tường nói ta rời khỏi phụ tang thủ thật không lâu không có thể về gặp thương dân một lần nữa đã đi tới phụ cận rồi Không bằng chế về một chuyến đi Sở tiên tường đồng ý Cười nói Phụ thân phó thác cho thúc 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 đi đâu thì con tự nhiên cũng sẽ đi tới đó bọn họ hướng văn mộng trạch đi tới ở trong văn mộng trạch xa lắm cổ cự thú trong đại trạch thường có cự vật ẩn nấp ngoan thật đi tới nơi này nhất thời vui vẻ hơn rất là nhiều một đường đuổi theo những cự thú kia đại khoái ngấu nghiến lực lượng của hắn bây giờ đã vượt qua đại bộ phận cự thú ở trong văn mộng trạch có thể hoàn thành hứa ứng mặt cho hắn vui vẻ tinh thần hoàn toàn chống rỗng cười nói <cười> Dù lần ai là người thu hoạch cuối cùng Đều không quan trọng nữa Thời đại thuộc về người câu cá đã qua rồi Hắn vừa mới nói tới đây Thì đột nhiên chỉ thấy một con lông mã Từ dưới nước nhảy ra Chân đạp lên mặt nước Dương chân chạy như điên Phóng nhanh mà đi Hứa ứng ngay người vội vàng đuổi theo Cao giọng nói Bạch thứ tư, bạch cô nương Chờ một chút Lông mã kia dài đến mấy chục trượng Tốc độ cực nhanh phù quan lược ảnh nhưng hư ứng hiện nay tu vi thực lực là kinh người bực nào sau một khắc long mã liền thân hóa bất do kỹ bay lên trên trời rơi vào trước mặt của hư ứng sở tương tương vội vàng chạy đến trong lòng buồn bực không rõ vì sao hư ứng lại gọi long mã chính là bạch cô nương nhưng mà vào lúc này chỉ thấy trên lưng của long mã kia có một sợi dây mông mỏng dựng thẳng trên không trung trong sợi dây nhỏ đó có một ánh sáng truyền đến Lần này dây nhỏ tách ra hai bên Có người từ bên trong đó mở cửa ra Chỉ nghe giọng của một nữ tử dễ thương Truyền đến <laughs> Là hứa đa hủ sao ừ, Nhanh nhanh vào đây nè Sư tôn điên cuồng của ta đang đuổi giết ta Ta sẽ chút nữa bị hắn đuổi kịp rồi Cái cửa ra vào Là một nữ tử mặc xiêm y thời tàn hán Từ trong cửa đi ra Cảnh giác nhìn đông nhìn tay Lúc này mới hoàn toàn mở cửa đi ra nữ tứ kia vẫy tay với hứa ứng ý bảo bọn họ nhanh chóng tiến vào. sở tương tương đi theo hứa ứng đi vào trong ẩn cảnh của nữ na tiên tên là bạch thu tư kia. chỉ thấy bạch thu tư chỉ cần lộ ra nụ cười sẽ lưu lại má lúm đồng tiền trên má, nụ cười rất là ngọt ngào. bạch thu tư lại thò đầu ra hít sáu một tiếng, lúc này mới đóng cửa lại. long mã kia nghe điện tiếng hít sáu thì lập tức nhanh chân chạy về điên chạy một mạch từ từ đâm vào trong nước hướng ở đây nước sâu hơn mà bơi đi Hướng ứng tò mò nói bạch cô nương sư phụ của ngươi còn đang truy kích ngươi hả hắn cùng với vị thiếu nữ này đã gặp mặt vẫn là ở trong đúng vân mộng trạch vừa mới tái hiện nhân thế lông mã từ đáy nước nhảy ra đạp nước mà đi đám người hứa ứng truy kính con dị thú này lại không ngờ trên lưng của dị thú cương nhiên còn có một ẩn cảnh tiềm ẩn bạch thu tư chính là vào lúc đó đã kết giao với hứa ứng nói cho hắn biết suy tôn của mình đang truy sát nàng không nghĩ tới những năm qua suy tôn của nàng còn đang truy sát nàng thật sự là nghị lực kinh người bạch thu tư khẩn trương hề hề tế lên một tấm gương sáng lơ lửng ở trên không trung nói hắn cũng không có đuổi giết ta Nhưng có một đoạn thời gian hắn cũng không thấy bóng dáng nữa ta cũng tới vào nhẹ nhõm qua vài năm tốt lạnh nhưng một năm gần đây hắn lại bắt đầu truy kết ta lại luôn luôn muốn bắt ta long mã xuyên qua đầy nước tìm được một hang đá nằm rạp xuống im lặng trốn đi hứa ứng hơi ngẩn ra mấy năm gần đây một năm gần đây vừa vẫn là khoảng thời gian hắn tán phát ra tổ pháp bạch thu tư nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào gương sáng nói Mấy ngày nay ta trốn đông trốn tây Thật là chắc giả mới sống sót được Nếu các người dẫn hắn ra Bị hắn lưu ý đến phương vị của ta Ta liền chết chắc Hứa ứng thử thăm dò Nói Ý của ngươi là Sư phụ của ngươi chưa có chết Bạch thu tư lợm hắn một cái người nói. Cười nói Nếu mà hắn chết rồi Làm sao còn có thể truy kích ta được nữa Hứa ứng cùng với sở tương tương liếc nhau đi tư nhìn ra đối phương kinh ngạc Hiện tại Khách câu cá cùng các lão rau hẹ Đều đã mai danh ẩn tích Hướng ứng tìm được khách câu cá cùng với lão rau hệ Đều biến thành giai người Bị người thu hoạch sạch sẽ Vì sao sư phụ của Bạch Thu Tư Còn có thể sống cho đến bây giờ Chẳng lẽ sư phụ của nàng ta Mới là người thu hoạch cuối cùng kia sống Hứa ứng cùng với sở tương tương Tâm thưa tương thông Đồng thời thầm nghĩ sợ hơi tương tương, nói Bạch cô nương, trong khoảng thời gian này cô chưa có từng rời khỏi ẩn cảnh tiềm ẩn của mình sao? Bạch thu tư lắc đầu, nói Sao mà ta dám chứ? Ta thật là giấc giả mới tránh được sư phụ bảo trụ tính mạng Nếu mà chạy ra bên ngoài nhất định sẽ bị hắn bắt được ăn tươi nước sống mất Sở tương tương cười nói <cười> Khó chết, người dẫn tránh đông trốn tay Người có điều không biết rồi mà hôm nay đã thay đổi, người cũng không cần tránh né nữa, chỉ cần tu luyện tổ pháp sẽ không bị người ta thu hoạch được nữa đâu. Bạch Thu Tư kinh ngạc nói: Tổ pháp, tổ pháp là cái gì? Ta nhớ là chính pháp mới đúng mà. Khi Hứa Ứng và nàng gặp nhau, chính là lúc Hứa Ứng tìm kiếm được chính pháp ở trong la pháp. Lúc ấy Hứa Ứng đem chính pháp của mình truyền tụ cho nàng. Bạch Thu Tư làm hồi bóng đã chạy đến âm phủ đem một. Na tiên khác bắt ra Bước hắn giao ra dũng tuyển na pháp của mình Từ đó về sau Bạch Thu Tư lại một lần nữa giấu đi Nhận thức của nàng cũng dừng ở nơi đó Hứa ứng đánh giá Bạch Thu Tư nói, Cười nói Sau khi ngươi tu luyện được chính pháp mà ta truyền cho ngươi Hiện tượng thọ nguyên trôi đi Có phải là đã dừng lại rồi không Bạch Thu Tư nói Thọ nguyên vẫn là đang trôi đi Nhưng mà chậm hơn trước rất là nhiều Ờ à, chờ một chút hắn đến rồi Đúng lúc này Đột nhiên một đạo thân ảnh Chứa vào trong gương sáng xuất kiện ở trước mặt của mọi người Đó là một nam tử dưới khóe mắt Có một cái nốt ruồi Bộ dáng trường khoảng 30 tuổi Tướng mạo đường đường Có một chúng anh tuấn Khí chất không có tầm thường Hứa ứng nhìn trái nhìn phải thầm nghĩ Chẳng lẽ người này Chính là thu hoạch giả cuối cùng sao Hắn đang nghĩ ngợi lại thấy nam tử nốt rượu nước mắt kia đột nhiên mở miệng cao giọng nói thu tư ta có việc muốn nhờ mong chờ gặp một lần bạch thu tư hướng bọn họ làm ra một tư thế im lặng ý bảo bọn họ không nên lộn xộn nam tử có cái nốt rượu nước mắt nhìn chung quanh tìm kiếm tung tích của bạch thu tư thấy nam chiều vào trong tay của bọn họ thu tư Di sư biết ngươi cực kỳ hận ta Nhưng mà di sư cũng là bất đắc dĩ Nếu không bị ép đến đường cùng Ai lại nguyện ý ăn thịt ngươi chứ Bạch Thư Tư hừ lên một tiếng không nói gì Nam tử nốt rượi nước mắt Thở dài nói Hơi, Hôm nay Di sư đại nạn sắp tới rồi Để bị người ta theo dõi Chỉ sợ là muốn thân tử đạo tiêu Kể thành khẩu phần ăn của người khác Thư Tư Di sư biết người giỏi tránh né Xem như là ta cầu ngươi đi Người cứu ta một mạng Hắn vội vàng nói Nếu mà Người cứu ta một mạng Ta liền đem toàn bộ tuyệt học của ta truyền thụ cho ngươi À đúng rồi Tổ pháp Còn có tổ pháp nữa Ngươi có biết gì không hả Di sư chiếm được tổ pháp ở trong nào pháp Phương pháp này mở rộng được động thiên Có thể hoàn toàn liên quá được tiên dược Có được tổ pháp này Ngươi sẽ không phải trốn đông trốn tay nữa Bà Thu tư sắc mặt cổ quái Nhìn về phía hướng Nhỏ giọng nói Dựa rồi người cũng nói đến tổ pháp Chẳng lẽ thật sự lại có tổ pháp sao Hứa ứng cười nói <laughs> Được như là có rồi Tổ pháp là do ta chuyện ra bên ngoài mà Bạch thủ tư vội vàng che miệng hắn Vội vàng nói Người nói nhỏ là một chút đi Không cần lớn tiếng như vậy Nhưng mà nam tử cái nếp rượu nước mắt Lại cảm giác được nguồn gốc của thanh âm này Nam tử nốt rượu nước mắt kia Ở trong gương lập tức nhìn về phía bọn họ Sắc mặt của Bạch Tiêu tư, tư đột nhiên biến đổi Liên tục dậm chân Nói Lần này xong rồi Tất cả đều xong rồi Bị hắn nhận ra phương gì của ta rồi Nàng còn chưa có dứt lời liền thấy mặt có nam tử nốt rượu nước mắt kia Lập tức tràn đầy gương Sau một khắc Cái phiến ẩn cảnh tìm ẩn bầu trời kịch liệt rung chuyển Nam tử hướng nước mắt kia Thế nhưng từ bên ngoài đi tới Thế nam nhẹ nhàng nói Tiêu tư Ngươi yên tâm Ta sẽ không đã thương ngươi sẽ không ăn thịt ngươi Ta còn muốn mượn thủ đạo của ngươi để tránh lấy người nọ Hắn vừa mới nói đến đây Liền thấy được hứa ứng Đứng bên cạnh bạch thu tư Sắc mặt không khỏi kịch biến Không cần suy nghĩ nữa Liền lập tức xây người rời đi Hứa ứng cười nói Vị đạo hữu này không cần phải vội giả như vậy chứ Nam tử nốt rượu nước mắt kia Không nói một lời nào Tới lên từng đồng thiên lớn nhỏ Ước chừng hơn 600 tòa Nguyên thần của hắn cũng hiện lên Cao ước chừng khoảng trăm dưỡng ngồi ở trong hư không những động thiên kia vờn quanh hắn hắn bay lên không mà nhảy lên mang theo tượng tòa động thiên gào thét mà bay đi thân hình biến mất ở trong đại trạch hứa ứng thế vậy liền biết hắn tuyệt đối không phải là thu hoạch giả kia bạch thu tư kinh nghi bất định không biết lão sư của mình vì sao nhìn thấy hứa ứng liền sắc mặt kịch biến hoảng hốt chạy trốn ánh mắt hứa ứng chớp động các bước nói mặc dù hắn không phải là thu hoạch hẹn nhưng mà người thu hoạch tuyệt đối Đã theo dõi hắn rồi Nhưng từ từ chúng ta in theo kịp hắn Chỉ cần nhìn chăm chăm vào hắn liền nhất định có thể nhìn thấy được người thu hoạch kia Hắn bước ra một bước này liền đã đến bên ngoài tìm hóa ân cảnh Bạch thu tư Thậm chí là không nhìn thấy hắn Sợ có ẩn cảnh Tìm ấn của mình như thế nào Trong lòng nàng kinh ngạc Lúc trước hướng chỉ là một luyện khí sĩ Na ký sông tu nhỏ nhoi Bản lĩnh kém xa nàng Mấy năm nay không gặp không nghĩ đến bản lĩnh của hứa ứng ngay cả nàng cũng nhìn không thấu nhìn không hiểu sở tường tường đuổi theo hứa ứng cũng đi ra khỏi ẩn cảnh tiềm ẩn của nàng bạch thu tư thế vậy vội vàng lao ra nhảy lên lưng của long mã phá nước chạy đi kêu lên chờ ta một chút nàng vừa mới dứt lời được như một con đại xà dài đến mấy trăm trượng từ trên mây thò đầu xuống người nói, cười nói thì ra là bạch câu nương hả bạch câu nương muốn đuổi theo a ứng hả Ừ, hãy hãy nhảy lên lưng ta nè ta sẽ đưa người đuổi theo hắn bạch thu tư kinh như bất định nói người người lạ người lạ cái con ngụ xà ở bên cạnh hứa ứng năm đó hả nàng ha ha nói <laughs> sao người lại trở nên khổng lồ như vậy hả à, không đúng ký tức của người nàng kiếp sợ không hiểu vội vàng ổn định lại tâm thần làm cho long mã nhảy lên người ngoan thất Ngô Thất lập tức bơi lội, đần vân giá vụ, quên thần vong lơ đại tác, hướng hướng ứng đuổi theo. Hắn còn dư lực mà nói: <laughs> Bạch cô nương, à ứng chưa kích chính là lão sư của ngươi đó hả? À xem ra lão sư của ngươi không phải là khách câu cá rồi mà chỉ là một lão rau hẹ thôi, bản lĩnh của hắn không tính là tuyệt đỉnh đâu, ngươi có thể yên tâm đi." Bạch Thu Tư nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm nói: "Cái gì gọi là khách câu cá?" Còn cái gì gọi là lão sao hẻ chứ Ngoan thật cười nói <cười> Khách cầu cá thì lại càng cổ xưa hơn Mấy cái người này đã từng được truyền thừa na pháp của bác tử dân Đem số na pháp đồng thiên hợp thành làm một Chứ còn lại có sáu đồng thiên lớn thôi Còn lão sao hẹ thì không có được chân truyền Bọn họ chỉ có thể từ trên người của na tiên cắt xuống động thiên Cái ghép vào trên người của mình Không thể quá thành một thể hoàn chỉnh cái loại lão rau hè này nên thường thường là sản phẩm luyện khí sĩ không có lạc hậu á bạch tư, tư nghe như là hiểu nhưng mà cũng không hiểu trong lòng chỉ có khiếp sợ sau khi ta tách ra cội hứa ứng ta mới ẩn cư vài năm sao thiên hạ lại biến quá nhanh như vậy chứ ngay cả con đại xà này cũng cho nên lợi hại như vậy sao ngoan thất chở nàng phi nước đại bay về phía đông đây không biết là bao nhiêu vạn dặm Trước cục ở Thái Hành Sơn đã đuổi kịp hứa ứng Hứa ứng theo dõi Nam tử lệ ngân kia Đi vào trong thông thiên hạp Bạch Thụ tư Từ trên đầu đại xà nhảy xuống Xa xa nhìn lại Chỉ thấy sư phụ của mình đứng ở một thác nước Đưa lưng về phía bọn họ Bạch Thụ tư đè nén sợ hãi trong lòng Đang muốn nói chuyện Đã thấy một trận gió thổi qua Thân hình của nam tử lệ ngân kia Vì thổi đến có một chút phiêu động Hắn quay đầu đại cười trong nụ cười lộ ra tiêu sái đối với thế tục đã không còn lưu luyến gì nữa <laughs> thu tư người đã tới rồi nam tử lệ ngân cười nói hứa ứng khẽ nhíu mày hắn đã bị người ta thu hoạch Hơi, ta đã tuổi theo rất là chặt rồi cái người tôi hoạch hắn nhất định sẽ đi không xa được nhiên hứa ứng tâm có cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời xích xích ảo ảo rung động Một cái quan tài đen bay qua Thành Thành bích cô nữ Trong lòng hứa ứng kịch liệt nhảy lên hai cái Hát quan cùng với xiềng xích Từ không trung bay qua Vô cùng quen thuộc Chính là trang phục và đạo cụ Mà thanh bích tiên tử thường xuyên mang theo Hắn đột nhiên nghĩ tới Lúc trước ở Vân Mộng Trạch Hắn trốn ở trong ẩn cảnh tiềm ẩn của Bạch Thu Tư đã từng thấy nam tử lệ ngân này đuổi giết bạch thu tư mà đi phía sau của nam tử lệ ngân này chính là thanh bích tiên tử hiện tại lệ ngân nam tử này đã chết thanh bích thì ở phụ cận chẳng lẽ thanh bích chính là cái thu hoạch giả cuối cùng kia sao chu lớn cùng với ngoan thất cũng kinh hãi kêu lên ra tiếng bọn họ cũng nhận ra lai lịch của quan tại đen và xịn xích lúc trước ở hoang miếu thạch sơn Bọn họ một người chính là xà yêu Đi theo hướng ứng đến hoàng miếu tránh né nại hạ xâm lấn Còn một người lại là chua lớn chấn áp thanh bích Vào đêm đó Nại hạ xâm lấn Thú hạ của tiểu phúc tấn công hoàng miếu Thả thanh bích tiên tử ra Từ đó kết duyên Sau đó Mỗi một lần gặp gỡ đều là Gặp gỡ lại Xuyên xính cùng với quan Lại là bảo vật mà lý tiêu khách dùng để chấn áp nàng Sau khi bị nàng luyện hóa Ngược lại trở thành pháp bảo của nàng thanh bích tiên tử xuất hiện ở chỗ này làm cho bọn họ có một chút ngoài ý muốn ngoan thất rung giọng nói à ứng ơi em người nói thanh bích tiên tử này không phải là cái kẻ thu hoạch cuối cùng kia chứ lời này của hắn vừa mới nói ra chương lớn cũng nhịn không được sự rung rẩy phát ra cái tiếng vàng đương đương nói cổ cổ có cái khả năng này đó thành bính lão ma đầu âm hiểm giáo quạt cố ý bị chủ nhân nhà ta là lý tiêu khách chấn áp ba ngàn năm sau khi phá diễn ra quyến rũ thiếu niên thuận tình che giấu cái bộ mặt thật của nạn sau đó nhận cơ hội tu hoạch khách câu cá trong thiên hạ ngoan thân lại kêu lên thành bính lão ma này muốn thành tiên xấu apa à, ba, apa à, apa à, bạch thu tư vung cánh tay lên nói trên đầu không biết từ lúc nào đã mọc ra một cọng cỏ Hứa ứng bay lên trên trời đuổi theo về phía thanh bích tiên tử rời đi Đại chúng cũng vội vàng bay lên trên đầu của đại xà Sở tường tường cũng đi đến đỉnh đầu của ngoan thất Bạch thu tư thì chần chờ một chút cũng đi theo Các con đại xà này bay lên không chung đuổi theo hứa ứng Phía trước hứa ứng cùng với thanh bích tiên tử Một chiếc một sâu nhanh chóng sẽ qua Chỉ là tốc độ của hứa ứng nhanh hơn Nhưng mà công pháp của thanh bích tiên tử lại cực kỳ kỳ lạ Chính là Hồ Thiên Vấn Tiên Kim Cái môn công pháp này ở trong không gian thuật có thành tựu hơn người Gấp lại không gian, có lại thành một tất, Điều chỉ còn là một tiểu đạo Cho dù là tu vi thực lực của hứa ứng hiện nay đã đạt đến nhân gian đỉnh phong Cũng sẽ khâm phục đối với thần thông thiên ngoại của thanh bích tiên tử Thanh bích mặc dù tốc độ không bằng hứa ứng Nhưng mà không gian gấp lại, một rụt một thả chính là ngàn dặm cực kỳ lợi hại Hứa ứng trong lúc nhất thời Khó có thể kéo gần được khoảng cách Hai người một trước một sau Xa xa mà đi Ngoan thật phía sau liều mạng tăng nhanh tốc độ Lại cách bọn họ càng ngày càng xa Ánh mắt của hứa ứng chớp động Lúc trước thanh bích tiên tử truy tung nam tử lệ ngân kia Từng nói là Nam tử lệ ngân là từ trong thương ngô chi uyên đi ra Hiển như là thanh bích tiên tử Đã biết được nam tử lệ ngân này Cái việc này cũng quá là trùng hợp đi Chẳng lẽ thanh bích thật sự là Cái kẻ thu hoạch giả kia sao Hắn vừa mới nghĩ tới đây Đột nhiên thấy hành tung của thanh bích phía trước Trở nên phiêu hốt bất định Lúc đông lúc tây Làm cho người ta khó có thể cân nhắc Giống như là đang tránh đang né truy tung của hắn Trong lòng hứa ứng chậm xuống tiếp tục đuổi theo Đột nhiên hắn tỉnh ngồi lại Thanh bích Không phải là để tránh sự theo dõi của ta sao Nhưng mà theo dõi một người khác Cái người kia ý đồ hất cái nàng ra hành tung lơ lửng bất định bởi vậy khiến cho thanh bích truy tung người đó cũng theo đó mà không ngừng biến quá phương dĩ nhìn như là muốn hất ta ra ngoài hứa ứng nghĩ đến cái điểm này thoáng yên tâm người mà nàng truy tung chính là người thu hoạch nàng sợ dĩ không dám dừng lại chờ ta chính là lo lắng mất dấu người nọ phía sau hắn đột nhiên hiện ra dáng cung cùng với Nê hoàng hai đại động thiên hai tòa na tổ động thiên này đồng thời vận chuyển chỉ trong nháy mắt liền đem tâm lực cùng với thân thể của hắn tăng lên đến cực hạn, quanh lên một tiếng, hứa ứng hai chân phát lực, từng tầng không gian trước mặt chồng chất lên nhau, âm mầm vỡ nát, không gian vỡ vụn dấy lên đoàn đoàn lôi hỏa, âm mầm nổ tung dư ba kích động, tốc độ của hứa ứng nhất thời tăng lên đến cực hạn, khoảng cách với thành bích tiên tử nhanh chóng kéo gật. Hắn phải là lần đầu tiên dùng bạo lực thuần túy như thế này để chạy đi, mà kệ đã bắt luận cái gì gọi là đại đạo pháp tắc hoặc là phi hành thần thông trực tiếp dùng lực lượng cùng với thân thể nghiền nát ở không gian để cho tốc độ bản thân mình vượt qua bất luận cái gì gọi là thần thông phi hành hoặc là pháp tắc đại đạo đột nhiên thân hình của thánh bích tiên tử gấp lại đi về hướng khác hứa ứng vội vàng chuyển hướng chỉ là thân dùng tốc độ đuổi theo thanh bích không bằng không gian đạo pháp linh động như là thanh bích chuyển hướng cũng không dễ dàng để cho đến khi hứa ứng chuyển phương hướng thì đã thấy cửu ngải sơn ở phía trước càng ngày càng gần. Hắn xa xa nhìn thấy thanh bích tiên tử rơi trên một ngọn núi trong đó. Thiếu nữ quần áo phiêu đảng ẩn hiện bóng dáng. Hứa ứng lập tức chạy tới, rơi về phía ngọn núi kia. Hai đồng thiên la tổ vận chuyển với tốc độ cao phía sau chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà nội tâm của hắn là không có khôi phục được bình tĩnh bởi vì nơi này chỉ là cửu ngải sơn. Ở trên cửu ngải sơn còn có cố nhân của hắn trên ngọn núi này có một ngôi mộ hoang bên trong mai táng chính là túi da của chu tề vân mà một cố nhân khác của hắn chính là ngốc tử a phúc cũng sống ở nơi đây cố nhân của thanh bích tiên tử cũng tới nơi đây khiến hứa ứng hoài nghi chính là ngốc tử a phúc nhưng hắn lập tức phủ định phỏng đoán này là bởi vì ngốc tử a phúc so với bất luận kẻ nào đều là thống hận na pháp cho rằng na pháp chính là tà thuật thu hoạch thế nhân không tiếng thiết hạ mưu kế để tiền mình hủy diệt Na Pháp. Như vậy, cố nhân của Thanh bích tiên tử là ai đây? Tiêu Dương Chi Nam, Thương Ngô Chi Uyên, Cổ Ngãi Sơn Hạ, Bất Lão Thần Tiên Tòa Của Ngãi Sơn này, đồng dạng cũng là nơi hắn cùng với thanh bích tiên tử, sinh hoạt qua. Hướng ở dưới chân núi chân thả, thanh bích thì ở trên núi tu tiên. Hai người đã từng có một đoạn thời gian vô tư. Chỉ là Đó là cái chuyện hơn 3.000 năm trước Thành Bích truy tung cái người nọ Trở lại Cửu Ngãi Sơn Chẳng lẽ người nọ lúc ấy Cũng ở Cửu Ngãi Sơn sao Hướng đột nhiên nhớ tới một chuyện Cửu Ngãi Sơn là sư môn của Thanh Bích Tiên Tử Khi đó hứa ứng Đi người giám sát tẩy đi ký ức Đưa đến thôn trang dưới chân của cửu Ngãi Sơn Trở thành một mục đồng chân dê chăn châu Hắn xua đàn dê đàn bò lên núi gặp được thanh bích tiên tử ở trong núi tu luyện. Thiếu nữ ở bên dòng suối gội đầu, có lẽ nên ở một bên chân cuộc. Hắn tiến lên hỏi thăm, đã biết được thiếu nữ là tiên tử tu luyện trong núi, vì thế thường xuyên đi tới nơi đây. Thiếu nữ kia cũng thường xuyên đi tới nơi này, dần dần thân thiết với nhau. Thẳng cho đến khi thiếu niên nam nữ không biết đã động tình rồi, thiếu nữ mới phát hiện đã không đúng, lặng lẽ rời khỏi hắn. Hứa ứng nhớ tới việc này trong lòng có một loại tình cảm Có có thể nói rõ Nảy lên trong lòng Nhưng mà đồng thời càng thêm nghi hoặc Năm đó Muộn phái của Thanh Bích ở chỗ này Hiện tại nàng theo dõi người nọ đi tới nơi đây Chẳng lẽ cái người tư quạch chung cực kia Chính là đồng môn của nàng sao Hứa ứng thần thức phát tác ra Bao phủ phương viên ngàn dặm Bao phủ hết thể cửu ngại sơn Tìm được tung tích của Thanh Bích tiên tử Nếu như nơi này từng có một môn phái Như vậy tại sao không lưu lại bất kỳ dấu vết nào vậy chứ Hứa ứng tinh tế tìm kiếm Bích thủy đàm Thông tới thư ngô chi uyên Ngay tại chân núi Thái hư động thiên ngay tại bích thủy đàm Thái hư động thiên Hẳn là tài sản riêng của cái môn phái này Nhưng mà môn phái này Là không để lại kiến trúc cung khuyết Cũng không có sơn môn Đột nhiên Hứa ứng cảm ứng được ngốc từ A Phúc Ở trên đỉnh nước khác Ngốc Tử A Phúc đang giảng bài Dạy cho các đệ tử Của Ngãi Tông Các đệ tử của ngã Tông rất là đông đảo Ước chừng có khoảng Hai ba ngàn người Ở trong đó gồm có phi cầm tẩu thú chiếm đa số nhân tộc thì ít hơn Hứa ứng trong lòng khẽ động Lúc này bay lên đỉnh núi kia Đi vào trong có đám người Ngồi xuống yên lặng nghe giảng Ngốc Tử A Phúc nhìn thấy hắn Có một chút kinh ngạc Nhưng vẫn là kiên nhẫn giảng giải Đợi cho đến khi giảng xong một môn công pháp Lúc này mới tuyên bố tan học Đông đảo đệ tử nhau nhau rời đi Ngốc tử A Phúc hướng hướng ứng đi tới người nói, Cười nói Nghe sao lại đánh rỗi tới chỗ ta nghe giảng vậy Ánh mắt của hư ứng chớp động Nói Công pháp và người truyền thụ cho bọn họ rất là thú vị Có thể để cho ta xem một chút hay không hả Ngốc tử A Phúc lấy ra một quả ngọc giảng đạo thư Là một cây trúc giảng xanh biếc Nói <laughs> Đây là Của một kẻ ngốc kỳ tụ cho ta Ta thấy công pháp này quả thực là không tệ Tìm hiểu thấu triệt liền truyền cho đệ tử của Ngãi Tông Hứa ứng tiếp nhận Ngọc Đạo Đạo Thư Tinh tế nhìn lại Chỉ thấy trên công pháp Đạo Thư này Có đặt ấn tên là Bình Thiên Chứng Đạo Kinh Hứa ứng cẩn thận tìm hiểu Chỉ cảm thấy phụ văn thiên đạo ẩn chứa không gian chi hiệu Là lĩnh vực trước kia Mà mình đặt chân đến không sâu Ngươi có thể đem quá trình mà cái tên ngốc kia Để chuyện cho ngươi Hồ Thiên chiến Đạo Kinh Nói cho ta một lần không Hứa ứng hỏi Ngốc tử A Phúc Vì thế đã đem thanh bích tiên tử ẩn cư ở Thái Hư Động Thiên Bỗng nhiên rời đi Chính mình là tiến vào trong Thái Hư Động Thiên Đúng lúc Ngọc Hồ Thiên Nhân Muốn thư đệ tử Tất cả mọi thứ nói đến một lần Ngọc Hồ Thiên Nhân kia Hắn là có cựu án giới thương ngô đại đế lệnh cho chúng ta mang theo tiền khí của hắn đi đến thường ngộ chi uyên ám toán thường ngộ đại đế ngốc tử a phúc nói hứa ứng truy hỏi rồi sau đó thì sao ngốc tử a phúc lười biến nói sau đó hắn liền biến thành một ngốc tử để cho ta cầm bình ngọc của hắn ăn tiền đàn của hắn tu luyện tiên pháp của hắn đi đến thường ngộ chi uyên để mắc mạng <laughs> nằm mơ rồi ánh mắt hứa ứng chớp động công pháp tu luyện của thanh bích cô nương hắn là cùng xuất phát từ một nguồn giới bình thiên Chiến đạo kinh nói như vậy môn phái của thanh bích chính là ở chỗ này a à phúc ngươi có biết sơn môn của môn phái này ở chỗ nào không hả ngốc tử a à phúc nói không biết nhưng mà cái môn phái này tu luyện không gian đạo pháp nhất định là có thể đem không gian tạo nạp vào trong dung hình sau khi tinh thông bình thiên chiến đạo kinh lại đi tìm sơn môn của bọn họ hắn là dễ dàng hơn rất nhiều Hứa ứng cười nói <cười> Người giả mã Bình thiên chiến đạo kinh Người tới giúp ta tìm cái môn phái này ha Ngốc tử A à Phúc ngáp một cái Đá cái giày đi Khoát tay nói ừ, Ta về học mệt mỏi muốn chết Đi tới một phần nghỉ ngơi đây Người tự tìm hiểu là được Hứa ứng lắc đầu Cẩn thận phóng đón bình thiên chiến đạo kinh Qua một lúc lâu Hắn thu hồi ngọc giảng đạo thư không hổ là tiên gia công pháp ha quả nhiên tin dự tuyệt lưng trong khoảnh khắc khó có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu chuyện được hướng điều chuyển nguyên khí thúc dục bình thiên chứng đạo kinh thầm nghĩ nhưng mà cũng may ta không cần hoàn toàn lý giải chỉ cần đủ dùng là được bình thiên chứng đạo kinh tinh diệu nhất chính là có thiên địa là ngọc hồ phổ la thiên địa đều ở trong bình của ta bởi vậy được không gian đạo Pháp chi di diệu Tham năng lấy vật Hứa ứng thúc dục môn Tiên gia công pháp này Lại nhìn cái phiến thiên địa này Nhất thời bất động Chỉ thấy ở phụ cận của ngải sơn này Lại có một không gian lớn nhỏ bị dấu kín Không gian gấp lại Cất dấu một tòa môn hộ nguyên nga Có không gian thì cất dấu một thác nước Có cất dấu một cái giếng Còn có cái thì cất dấu một tòa cung điện Còn có cái thì cất giấu phần mộ quan tài. Một tò môn phái quy mô hoành tráng, cứ như vậy bị người chia thành hàng ngàn phần, ẩn nấp ở trong không gian khác nhau. Giữa phút này ngàn vạn không gian ẩn nấp, thu hết vào trong đáy mắt của hứa ứng. Lúc này, hứa ứng lại nhìn thấy một con đường bị ẩn nấp, là một cái thềm đá, không biết nói liền ở đâu. Vừa rồi thanh bích tiên tử biến mất ở phụ cận thềm đá. Hứa ứng đi tới, thân hình chợt lóe lên từ trên núi biến mất vô tung đã tiến vào trong không gian bị ẩn nấp kia cái đám người sở tương tương và ngoan thất cùng với bạch thu tư đuổi tới đây cũng không thấy bóng dáng của hư ứng ngốc tử a phúc lão thần lại nằm trên phần mộ của tu tề vân ngậm lấy cái cọng cỏ đuôi chó trong lòng yên lặng nói hời tốc độ tu luyện của hắn so với ta còn nhanh hơn có đầu ông chính là tốt thiệt chứ Đầu ốc của hắn đã trống rỗng Bên trong chỉ có một đạo quang mang. Hứa ứng leo lên thềm đá Từng bước từng bước đi lên trên Phía trên truyền đến thanh âm của thanh bích tiên tử Ba ngàn sáu trăm năm trước Sư phụ ta thổ chung Ta đem nàng chôn ở chỗ này Ta giống là người cố gắng khắc chế tình cảm Giống định cùng với sư phụ Chung thủy ở trên của ngãi sơn này Hứa ứng nghe được thanh âm này Bước chân nhanh hơn phía trước là thánh địa của hồ thiên tông một mảnh quang minh thịnh cảnh sừng sững ở trong ánh mặt trời giống như là tiên cảnh từng tòa cung điện nằm trên đỉnh núi thánh năm của thanh bính tiên tử truyền đến là đạo quân ngươi đã mời ta ra khỏi núi đạo quân lòng dạ trọng lượng ánh mắt sâu xa ngươi nói cho ta biết điển tịch thời thượng cổ đã không ai có thể hoàn toàn đọc hiểu được nữa rất là nhiều đạo pháp thần thông Đều đã mất đi Chỉ còn lại có tàn thiên Người có tham vọng Muốn thay đổi hiện tượng luyện cái sĩ xuống dốc Mời ta thương chở Trong lòng hứa ứng khẽ động Trong đầu hiện lên một bức tranh Đó là cái đêm trước khi chui tờ văn độ kiếp Thanh bính đã trên núi vô vọng Phiêu nhiên mà đến Cùng với quan tạ đen Một chiếc một sâu rơi vào trên sườn núi đoạn sơn dựng lên Nơi nàng đặt chân Chính là dấu chân của người khổng lồ lưu lại Cô nương quen cái người khổng lồ để lại dấu chân này hả? Khi đó hắn đã dò hỏi Lúc đó Thanh Bích đã trả lời Hắn hắn là cố nhân của ta Cái vị cố nhân kia học thức uyên bác Ăn nói khôi hại Định cư ở vô vọng sơn Ta từng nhận được sự chăm sóc của hắn Được rất là nhiều lợi Hứa ứng nhớ là cái chuyện này Nhìn về phía cung khuyến Bình Thiên Thông phía trên Đạo huynh Ở trong miệng của Thanh Bích Chẳng lẽ là cái người khổng lồ kia sao Chính là chủ nhân nơi hoàng cung Đã tính toán chu tệ văn chăng? Cái mối quan hệ sâu xa giữa hứa ứng và hắn rất là sâu Tận nham động Nơi ngoan thất cư trú Từng là động phủ của hắn Hắn ở nơi đó Lưu lại truyền thừa trên thạch bích Làm cho kẻ bắt rắn 3.000 năm trước là chu tệ vân Trở thành đại dược hình người của hắn Hứa ứng cũng là ở nơi đó Đã đạt được thuộc tầm long định vị nơi hoàng cung có thể trở thành được na sư cũng đã hắn ở trong động thiên vô vọng sơn lưu lại hai chén trà thủy một chén trà thủy tiêu diệt nữ ma tiên đã bị thiên đạo thần khí chấn ấp nơi đó chủ nhân nơi hoàng cung hắn chỉ là một nhân vật ở ba bốn ngàn năm trước ừ, hắn thật sự có thể thu hoạch được tất cả khách câu cá khá sao hứa ứng thầm nghĩ trí tuệ của đạo quynh đã thuyết phục tất cả chúng ta cho dù là tâm cao khí ngạo như là lý tiêu khách cũng phải tâm phục ngươi thanh âm của thanh bính liên tục truyền đến ngươi là lãnh tụ chính đạo học thức uyên bác ta không thể tìm hiểu được bình thiên vấn tiên kinh từng thỉnh giáo ngươi nếu không có người chỉ điểm ta không thể nào sống sót dưới trận trấn áp của lý tiêu khách đến nay ngươi là nhân vật thông minh nhất thời đại của chúng ta là người có hy vọng độ kiếp thành tiên nhất Lúc này trên đỉnh núi xuất hiện một thân ảnh cao lớn Thanh Nam như là sớm xét Cười nói <cười> Thành Bích Luôn nói những chuyện cũ năm xưa đến đây để làm gì chứ Thanh Bích tiên tử sau kinh nói Sau khi ta thoát khỏi trấn hấp liền đến động phủ của ngươi tìm ngươi Mà không có tìm được ngươi Cho rằng ngươi đã tổ quá Hoặc là chết trong cái đại thanh tẩy kia rồi Ta cho rằng tất cả mọi người ở thời đại của ta Đều đã chết đi cho đến khi ta lại nhìn thấy thân ảnh của ngươi ở vô vọng sơn khi đó chu tệ dân đang đổ kiếp ngươi từ dịp chu tệ dân đổ kiếp suy yếu ăn thịt hắn ta rất là kinh ngạc đây là ngươi của năm đó sao tháng năm của nạn bình tĩnh nói người không muốn gặp ta lường tránh ta hành tung quỷ bí ta theo dõi người tiến vào trong dân mộng chạch. ngươi lại đang theo dõi một người khác khi mà nhìn thấy ta liền lập tức bỏ chạy Ngươi vì sao luôn muốn tránh ta Chủ nhân nơi hoàng cung Thở dài Nói Hơi, Nếu mà ta nói Lương tâm ta thẹn Người có tin không hả Ta không muốn cố nhân nằm đó Nhìn thấy bộ dáng ân thịt người của ta Ánh mắt hắn sâu kính Nhìn thềm đá phía sau thành bích Nói Bất lâu thần tiên Lại gặp mặt rồi hứa ứng nhặt bậc thang mà đi lên xuất hiện phía sau lưng của thanh bích tiên tử đã kết thúc tập 102 của bộ truyện cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu qua thay hãy cho cúp nhỏ một like một share và một đăng ký kênh nha hẹn gặp lại các bạn ở tập 103 của bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả trạch trường nhé